Chương 1664, Tịnh Linh Tâm Liên. Trước đó Sơ Mặc nhìn thấy rõ ràng hai tên huyền tiên kia tiến vào chỗ này, hơn nữa lúc địa phương mà người gọi là Mi Huynh nói cũng dường như ở đây. Cho nên hiện tại mặc dù Sơ Mặc không tìm thấy hai tên huyền tiên, vẫn dọc theo hướng đó mà tìm tòi một chút. Sau một ngày Sơ Mặc không tìm được hai tên huyền tiên kia mà chỉ gặp một tiền nhiều thú cấp 4. Nếu không phải tu vị hắn cường hãn, huyền tiên bình thường không thể sánh, hắn là sớm thành mồi ngon trong miệng tiền nhiều thú. Điều này làm Sơ Mặc có thêm suy đoán, liệu có phải hai tên kia cũng bị tiền nhiều thú giết rồi. 3 ngày sau, Sơ Mặc không hề phát hiện tung tích hai cái huyền tiên kia, cũng không phải hề phát hiện hồ nước có màn sương màu trắng lượn lờ như hình ảnh chỉ dẫn. Điều này làm Sơ Mặc vô cùng thất vọng. Khi mà hắn muốn buông xuôi, đột nhớ tới vô ảnh. Ban đầu ở vụ ma điện cũng là nhờ có vô ảnh mới có thể tìm được tới tận cùng. Vô ảnh tuy không thể làm tìm kiếm tiên linh vật ở khoảng cách xa, nhưng với khoảng cách gần chắc không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Sơ Mặc lập tức đem vô ảnh ra ngoài, đồng thời dùng tấn thúc thông báo cho vô ảnh biết hắn là muốn tìm Tịnh Linh Tâm Liên. Hơn nữa Sơ Mặc cũng cho biết luôn tin tức bộ dáng Tịnh Linh Tâm Liên cho vô ảnh biết. Vô ảnh cũng không để Sơ Mặc thất vọng, vì nó nhanh chóng mang Diệp Mặc chạy 7 của 8 quẹo, rồi là tìm được 11 gốc tiên linh thảo cấp 3, 3 gốc tiên linh thảo cấp 4, một số tiên linh thảo cấp 2. Điều này khiến làm Diệp Mặc không biết nói gì, vì những cái tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 hắn thực không coi trọng. Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc đứng bên cái khe sơn cốc, chỗ hắn đi qua một lần rồi nhưng lần này hắn phát hiện ra có chỗ khác biệt. Cái khe này vốn là do tự nhiên hình thành, xuyên qua khe này hẳn là một mặt khác của sơn cốc. Trải qua vô số năm, những cái thiên nhân từng đi xuyên qua khe này khẳng định không ít. Nhưng lần này Diệp Mặc phát hiện ra những cái bụi cây cỏ dại xung quanh khe này dường như vẫn luôn tươi tốt. Hơn nữa, lúc này càng tươi tốt hơn bình thường. Thần thức Diệp Mặc liền là cẩn thận quét vào trong bụi cỏ. Hắn rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Ở đây từng trải qua một trận chiến, mà chút ít tiên linh thảo cấp thấp tươi tốt này là do người sau khi chiến đấu sử dụng bí pháp thúc đẩy nó sinh trưởng lên. Mục đích chính là che giấu lối, dấu vết trận chiến. Vì sau khi trận chiến lại cần che dấu vết, nhất định là có điều gì không muốn người ta biết. Sau khi có kết luận này, lòng Sơ Mặc đập loạn. Trước đó cũng chỉ có hai huyền tiên tiến vào đây, căn cứ thời gian những cái tiên linh thảo cấp thấp bị thúc đẩy sinh trưởng mới chỉ mấy ngày trước. Nói cách khác, trận chiến ở đây không phải do hai người họ đánh nhau, mà là bọn họ cùng một tiên yêu tú nào đó đại chiến qua. Sau khi chiến đấu còn cần phải dùng một ít thủ pháp ẩn dấu vết tích. Có khả năng duy nhất chính là chỗ này có trận pháp ẩn nấp nào đó. Nghĩ tới đây, Sơ Mặc bắt đầu tìm kiếm từng chút. Sau buổi tối hắn cũng không tìm được gì. Với trình độ trận pháp tiếp cận đại sư tiên trận cấp 4 mà cũng nhìn không ra trận pháp này ở đâu. Sao hai cái huyền tiên kia tìm ra, khi mà Sơ Mặc còn có hiểu phát hiện vô ảnh đang mạnh mẽ kêu gọi hắn. Sơ Mặc lập tức đi tới nơi vô ảnh mà kêu gọi. Đây là một khối nham thạch lớn, nếu không chú ý căn bản cảm giác không được sự dị thường của khối nham thạch. Khi mà Diệp Mặc để ý ký, chẳng những phát hiện sự dị thường của khối nham thạch, hơn nữa phát hiện dưới khối nham thạch có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Mặc cẩn thận di rời khối nham thạch một chút, lúc này không gian xung quanh lập tức biến đổi. Sau khi Diệp Mặc đặt khối nham thạch trở lại chỗ cũ, không gian cũng lập tức khôi phục nguyên trạng. Trận pháp thiên nhiên. Lòng Diệp Mặc mừng rỡ không thôi, không ngờ làm cái trận pháp ẩn nấp cao cấp của thiên nhiên. Rõ ràng vận khí hai cái huyền tiên lúc trước tốt hơn hắn nhiều, không ngờ có thể nghĩ ra việc di động khối nham thạch này. Cũng may vận khí hắn không tốt thì cũng có vô ảnh, nhưng tiếc là mất tới 3 ngày hắn mới nhớ tới vô ảnh. Nếu là trên băng ruồng nhất định nhớ tới vô ảnh ngay từ đầu. Đây gọi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo, kẻ trong cuộc thì u mê. Trận pháp thiên nhiên dù có lợi hại cũng chỉ cần có dấu vết chẳng còn gì khó khăn nữa. Sẽ mặc lại lần nữa di động khối nham thạch, lập tức biết dấu vết trận pháp thiên nhiên kia xuất hiện trước mặt hắn. Với trình độ trận pháp hiện tại của Diệp Mặc, hắn nhanh chóng tìm được trận môn trận pháp, sau đó thân hình hắn chỉ khẽ nhúc nhích một cái biến mất không còn. Nếu như có thêm bất kỳ người nào tới chỗ này khẳng định giống Diệp Mặc lúc trước không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì. Sau khi tiến vào trận pháp, bỗng một luồng tiên linh khí lồng đậm truyền tới, một màn sương mù nhàn nhạt bao phủ trước mặt. Không đợi Diệp Mặc nhìn thứ gì trong sương mù hay không, đã có một cái thứ mùi tanh tưởi bốc lên lao tới mặt hắn. Sơ Mặc không suy nghĩ lập tức ném hắc thạch cân ra, một tiếng gào thét vàng nhọn. Một bóng đen bị Sơ Mặc đập bay ra ngoài lập tức biến mất vào sương mù. Đó là một con tiên yêu thú cấp 4 muốn đánh lén Sơ Mặc, không ngờ bị Sơ Mặc đập cho một cái trọng thương tại chỗ. Lúc này Sơ Mặc không có tâm tình nhìn con tiên yêu thú cấp 4,
nhìn chằm chằm một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết trắng trước mặt. Tịnh linh tâm liên. Lúc này Diệp Bạc nhìn rõ rồi, trước mặt hắn là một đóa tịnh linh tâm liên. Hai cái phiến lá sen xanh biếc, một cái đóa hoa sen trắng nó nở rộ ra, lơ lửng ở mặt hồ phủ sương trắng mờ. Bốn phía sương mù lượn lờ khiến cho đóa tịnh linh tâm liên giống như đang trôi nổi ở không trung, hào quang cực đẹp tản mát khắp nơi. Đây là bộ dạng Diệp Mặc nhìn thấy trong miếng ngọc giản. Một cái mảnh không gian trơn bóng kia không phải là một hồ nước, mà một mặt băng nồng đậm linh khí. Có thể nó cũng không phải mặt băng, nhưng Diệp Mặc thực sự không biết nó là gì. Diệp Mặc rất muốn đem cái hồ băng này rời vào thế giới trang vàng. Khi hắn nhìn vào trận pháp thiên nhiên xung quanh lập tức bỏ ý định. Nếu hắn thực làm vậy, toàn bộ nơi này sụp đổ ngay sau đó, nó không chừng khiến cho cả tiên vương cũng tới kiểm tra. Một nơi sinh trưởng ra tịnh linh tâm liên, không chừng khi tiên vương tới tìm được manh mối. Thần thức Diệp Mặc quét tới tứ phía, không ai phát hiện tung tích hai tên huyền tiên vào trước. Xem ra hai tên kia đã bị tiên yêu thú giết chết. Lúc này Diệp Mặc không hề do dự, nhanh chóng tới cạnh tịnh linh tâm liên, dùng một hộp ngọc cực lớn đem tịnh linh tâm liên thu vào. Còn dễ cây gì Diệp Mặc không có ý động tới. Lây này là nơi tốt nhất để tịnh linh tâm liên có thể phát triển. Biết đầu vô số năm nữa, ở đây lại là một đóa tịnh linh tâm liên được hình thành. Sau khi có được tịnh linh tâm liên, Diệp Mặc cũng không còn ở sơn cốc, nhưng hắn cũng không hề động tới bất cứ thứ còn lại. Sau cả buổi tối, Diệp Mặc mới về động phủ của mình, dường như Trần Băng Du vẫn đang tu luyện. Chuyến đi đến tổng phiêu thiên này khiến Diệp Mặc cực kỳ thỏa mãn. Thầm niệm cửu chuyển không cần nói, hắn là còn có cả tịnh linh tâm liên. Trần Băng Du mà biết mình có thể khôi phục được nhất định mừng rỡ không thôi. Không nói tới chỗ tốt mà thứ này mang cho Trần Băng Du, ngay cả đối với Diệp Mặc là thứ mộng cũng có cầu. Diệp Mặc biết rõ với tình huống hiện tại Trần Băng Du, hắn chắc chắn không bao giờ vứt cô một mình. Một khi cô có thể khôi phục tu luyện bình thường, hắn liền muốn một mình rời đi. Diệp Mặc tự biết hoàn cảnh của mình là hắn cần lượng tài nguyên tu luyện cực lớn, căn bản người thường không thể thừa nhận nổi. Người khác sau khi tìm được lượng tài nguyên tu luyện lớn đều tìm nơi để bế quan tu luyện tăng tu vị, nhưng hắn lại không thể làm vậy. Hắn liên tục phải tìm kiếm tài nguyên tu luyện cao cấp khắp nơi, sau đó mới giúp hắn không ngừng tăng tu vị, nếu không hắn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Chính vì vậy hắn mới coi trọng Thanh Lôi Tiên Tuyển, không tiếc giá nào tiến vào Thảo Nguyên Bình Phiêu, chém giết tiên ma yêu, sau đó là bứt phá điểm cống hiến lọt vào top 50. Trần Băng Du mặc dù đang tu luyện, thực ra cũng là bảo trì trạng thái mình mà thôi. Thực tế cô biết, nếu mà tiên linh căn của mình có thể khôi phục, cô cũng không hề có cơ hội thăng cấp tu vị. Cậu đã về, Diệp Mặc mới bước vào động phủ, Trần Băng Du lập tức dừng việc tu luyện ra đón. Cô lập tức nhìn thấy tâm tình Diệp Mặc dường như không tệ, hơn nữa có vẻ đang rất vui, tâm tình cô cũng theo đó mà tốt hơn. Nhưng cô biết rõ Diệp Mặc sắp xếp chỗ cô ở đây, chính là hắn lại không ở đây tu luyện, vì hắn quyết định rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Nhưng cô luôn đồng hành cùng Diệp Mặc cũng thành thói quen, hiện tại một mình trong động phủ tu luyện không có cách nào ổn định tâm tình, huống chi tình huống hiện tại cô không thể nói mình đang tu luyện được. Nghĩ tới việc Diệp Mặc muốn một mình rời đi, nội tâm cô tràn đầy bàng hoàng. Cô theo tôi, Diệp Mặc kéo Trần Băng Du tới phòng tu luyện. Cái phòng tu luyện này Trần Băng Du muốn nhường cho Diệp Mặc, vì Diệp Mặc nói rằng hắn không ở đây tu luyện cô mới chấp nhận vào. Cô đoán xem lần này tôi có chuyện gì tốt. Diệp Mặc nhìn Trần Băng Du rồi cười, lần này sau khi Thanh Lôi Sơn mở, có phải cậu sẽ rời Thanh Mạt Tiên Thành không? Trần Băng Du không đoán được Diệp Mặc có chuyện tốt mà hỏi ngược. Thời gian thuê động phủ Diệp Mặc là 10 năm, cô hiểu rõ, chính là Diệp Mặc không mang cô theo. Cô có thể cảm giác Diệp Mặc có rất nhiều bí mật, mà hắn lại không hề nguyện ý tiết lộ những bí mật trước mặt mình. Việc luôn mang theo cô là rất bất tiện. Với Diệp Mặc mà nói không muốn đưa cô đi cùng, lòng Trần Băng Du dù có chút mất mát nhưng không hề oán trách gì. Nếu không có Diệp Mặc cô sớm chết, sao có thể tới ngày hôm nay? Bất luận hỗn độn thanh địch hay tịnh linh tâm liên đều là thứ cả tiên vương cũng có cầu. Diệp Mặc có được một gốc hỗn độn thanh địch đã là số mệnh nghịch thiên, sao có được cả tịnh linh tâm liên? Nên việc Diệp Mặc an bài cho cô ở Thanh Mạt Tiên Thành là giới hạn hắn có thể làm. Việc này là nhờ bản thân gặp được Diệp Mặc, nếu là người khác sớm là đem cô đổi thành tiên tinh, lúc này thì Trần Băng Du đâu còn là bộ xương vụn nữa. À, Diệp Mặc tìm được tịnh linh tâm liên đương nhiên muốn trở về cho Trần Băng Du một sự kinh hỉ, nhưng những năm này Trần Băng Du luôn đồng hành cùng hắn. Diệp Mặc hiểu rõ sự cô tịch cùng cô đơn sâu trong nội tâm cô giấu kín, chưa bao giờ biểu đạt. Nhưng điều Trần Băng Du nói cũng là sự thật. Sau khi sự kiện Thanh Lôi Tiên Tuyển kết thúc, hắn muốn tìm một nơi để độ kiếp Đại Ất Tiên, rồi sử dụng độ ly thiên quả bế quan một thời gian ngắn. Cuối cùng, hắn là rời Thanh Mạt Tiên Thành tìm kiếm tài nguyên tu luyện mới. Chính là
Điều Trần Bằng Du nói là sự thật hắn mới không biết. Làm sao chỉ có thể ả lên một tiếng. Chương 1665, đạo tầm có tỷ phết. Trần Bằng Du cùng Diệp Mặc đồng hành thời gian dài, tính tình đã có chút thay đổi. Thực chất thì nội tâm bên trong vẫn là loại người phụ nữ lạnh lùng. Khi nghe Diệp Mặc nói xong, cô thở dài một hơi, tự động cởi bỏ quần áo của mình, ôm lấy Diệp Mặc. Tôi biết tôi lựa cậu rất nhiều, cả đời này không thể trả hết cho cậu. Hiện giờ trước khi cậu đi, tôi tặng cậu thân thể tôi, còn cả nguyên âm, một thứ khác của tôi nữa. Diệp Mặc không biết thứ khác Trần Bằng Du nói là gì, nhưng hắn trợ giúp Trần Bằng Du vì nguyên nhân khác. Mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới bản thân phát sinh chuyện xong tôi với Trần Bằng Du. Bằng Du sư tỷ, cô chờ một chút. Diệp Mặc vội đẩy Trần Bằng Du ra, nhưng khi tay lướt qua da thịt trơn mịn như gấm vóc thượng hạng Trần Bằng Du, thậm chí cũng ngây người một chút. Lúc trước hắn cũng từng thấy Trần Bằng Du lóa thuể, thậm chí là từng giúp cô mặc quần áo, còn ôm cô tới ô bần chỉ thanh nguyệt, còn cõng cô sau lưng mà hành tẩu khắp nơi. Dù thực tế Trần Bằng Du rất xinh, thậm chí so với Tố Tố còn đẹp hơn một chút, nhưng bản thân hắn thì chưa bao giờ động tâm với Trần Bằng Du. Trần Bằng Du không phải người phụ nữ của hắn, còn hắn là từ khi phi thăng lên tiên giới, quyết tâm không có thêm người phụ nữ nào. Đạo tâm của hắn không giống với cái loại đạo tâm vạn vật trước mắt đều là hư không của Trần Bằng Du. Hắn có đầy đủ thất tình lục dục mà con người có, nhưng sau khi có được người phụ nữ như Tố Tố và Khinh Tuyết, hắn cảm thấy có đủ, huống chi tiểu vận hắn cũng chưa thấy. Cái sững người kia chỉ là chút xíu. Lúc này Diệp Mặc tiếp tục đẩy Trần Bằng Du rồi nói: Trần Bằng Du sư tỷ, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Trần Bằng Du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc cũng không có tức giận. Với cô mà nói, chuyện phát sinh này với Diệp Mặc vốn chỉ là muốn thỏa mãn dục vọng của Diệp Mặc mà thôi, còn là đem một cái phần mà mình gác mắc lỡ trả lại cho hắn. Tuy nhiên vì đồng hành cùng Diệp Mặc, cô cũng muốn biết cái cảm giác của việc này, nhưng nó cũng không đại biểu là cô thích chuyện này. Cậu không phải từng nói rằng đạo tâm chúng ta bất đồng sao? Trần Bằng Du vẫn nhịn không được mà mở miệng hỏi. Diệp Mặc đã xoa xoa cái trán nói: Bằng Du sư tỷ, tôi nói đạo tâm bất đồng không phải nói chuyện này, mà là ý của tôi là chuyện này chỉ có những người yêu nhau mới có thể làm. Mà tôi đã có người yêu, cho dù là tôi có muốn làm thì cũng là làm cùng các cô ấy, không phải với cô, cho nên. Trần Bằng Du mỉm cười, nụ cười mỉm này khiến cho bất cứ cô gái nào thấy cũng mất đi sự tự tin về nhan sắc. Hay cả Diệp mà cũng thầm than trong lòng, nếu cô nàng này thường xuyên mỉm cười đúng là đẹp vô cùng. Các cô ấy có nghĩa là người yêu cậu rất nhiều sao? Trần Bằng Du nhàn nhạt cắt ngang lời Diệp Mặc. Diệp Mặc lúng túng vuốt mũi: Đúng, các cô ấy chính là một phần sinh mạng của tôi. Tôi quyết định phi thăng lên tiên giới trước một phần nguyên nhân vì họ. Vậy sau này có phải cậu có thêm người khác không? Trần Bằng Du khẽ nhíu mày hỏi tiếp. Diệp Mặc lắc đầu: Không đâu. Nói xong hắn cũng không giải thích. Đúng là hắn không động tâm tới cô gái nào khác nữa. Dù là cô gái đó là Trần Bằng Du, hắn cũng không động tâm. Tố Tố, Khinh Tuyết, Tiểu Vận, Ánh Trúc và Tĩnh Văn, bất luận người nào đều đáng để cho hắn dùng toàn bộ cuộc đời bảo vệ. Còn các cô gái khác chỉ là những người khách qua đường trong sinh mệnh hắn. Đạo tâm hắn xen ra tuy rằng không giống Trần Bằng Du, xem cơ thể mình là một cái túi da, xem chuyện song tu giữa đôi trai gái yêu thương là nhục dục của túi da. Còn hắn vì bản thân, vì người bên cạnh, nhất định đeo được đỉnh cao đại đạo. Tôi biết lần này sau khi cậu rời đi, chúng ta khó có khả năng gặp nhau. Tôi thực sự muốn đem cái thứ duy nhất của mình tặng cậu. Tên linh căn của tôi bị niết hóa, cả đời này không có cơ hội tu luyện. Nếu tiên linh căn bị niết hóa còn có thể chữa trị thì... Trần Bằng Du thực sự nghĩ vậy. Đối với chuyện nam nữ, cô xem nhẹ hơn Diệp Mặc nhiều. Nếu cô bắt buộc phải chọn một người đàn ông để song tu cùng mình, cô chắc chắn không do dự lựa chọn Diệp Mặc. Chính là vì cô biết rõ Diệp Mặc rời đi, còn thời gian còn lại cô tối đa chỉ còn 10 năm mới được quyết định này. Diệp Mặc lúc này cười rồi giúp cô mặc quần áo nói: Hôm nay tôi tới đây ngoại trừ việc muốn nói lời cáo biệt với cô, còn muốn chữa trị xong linh căn niết hóa cho cô nữa, để cô lần nữa bước trên con đường tu luyện. Cái gì? Trần Bằng Du hoàn toàn ngây người. Lần này đầu óc của cô trở nên trống rỗng. Nếu là người khác nói lời này cô căn bản không tin, nhưng do Diệp Mặc nói cô tin tưởng 10 phần. Cùng Diệp Mặc đồng hành nhiều năm, Diệp Mặc chưa bao giờ lừa gạt cô lấy một lần. Thật đấy, bởi vì cô, tôi đã có được tịnh linh tâm liên rồi. Diệp Mặc nói xong lập mấy đạo cấm chế, lấy hộp ngọc mở ra, một đóa hoa sen trắng nõn như tuyết nằm trong hộp ngọc, một cái hương thơm nhàn nhạt truyền tới khiến người khác có thể bình tâm định thần. Trần Bằng Du trở nên ngây dại. Thực sự là tịnh linh tâm niên sao? Cô không ngờ Diệp Mặc thực giúp cô tìm được tịnh linh tâm niên. Có được tịnh linh tâm niên có nghĩa là thành tựu sau này của cô vượt xa so với trước. Tiên linh căn của cô không ngừng được chữa trị, hơn nữa tịnh linh tâm niên giúp thăng cấp. Còn có công pháp luyện thể Diệp Mặc cho cô,
còn tam sinh thần thủy quyết. Trần Mặc Dù căn bản không dám tưởng tượng tiếp theo cô tới trình độ nào. Sư Bá không nói gì, chỉ lặng lặng chờ đợi một bên. Hắn biết rõ Trần Mặc Dù cần có thời gian tiêu hóa cái kinh hỉ này, dù sao hiện tại tịnh linh tâm liên với cô quá mức quan trọng. Thật lâu sau, Trần Mặc Dù phục hồi tinh thần, hai mắt cô nhìn chằm chằm Sư Bá nồng nhiệt. Sau các ngày cô cảm thấy tự đáy lòng như đang rung động. Loại đồ vật thế này ngoại trừ người thân nhất của mình ra, ai đưa nó tới cho cô? Lại càng không phải nói tới việc hai người chỉ là hợp tác lợi dụng lẫn nhau như cô và Diệp Mặc. Người thân nhất của cô ngoài sư phụ không còn ai. Diệp Mặc, Trần Mặc Dù lẩm bẩm gọi tên Diệp Mặc, bỗng kìm không được sự kích động của mình, lần nữa lao tới ôm lấy hắn. Lần thứ nhất là vì cảm kích Diệp Mặc, vì cô biết tính mạng của cô không còn bao lâu, còn Diệp Mặc sắp rơi vào cô, cho nên mới trước khi Diệp Mặc rời đi, có thể tặng Diệp Mặc cái gì đều cố gắng tặng hắn. Lúc này cô thực sự có chút không khống chế được. Không chỉ là một gốc tịnh linh tâm liên, mà chính vì Diệp Mặc và cô chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí là người kiên quyết đòi Diệp Mặc hợp tác cùng cô. Sau khi trọng thương, Diệp Mặc không vứt bỏ, cõng cô trên lưng tiến vào tiên thuyền thiên vực, mang cô đi hư không, tìm kiếm hư không phi tuyết, sau đó đơn độc một mình mà tìm tịnh linh tâm liên cho cô. Lúc này cô hoàn toàn hiểu rõ, nếu thương thế cô không bình phục lại, Diệp Mặc chắc chắn không bỏ lại cô một mình. Đạo tâm của cô mặc dù kiên định, giờ phút này cũng là có tỉ vết. Cảm nhận cơ thể càng nóng của Trần Mặc Dù, lòng Diệp Mặc có chút khó chịu, nhưng hắn rất nhanh trở lại bình thường. Chuyện tình cảm hắn không thể tiếp nhận được nữa, mà chỉ cần hắn xảy ra quan hệ cùng Trần Mặc Dù, trong sinh mệnh của hắn lại có thêm một người không thể vứt bỏ. Huống chi hắn thực sự chưa hề động tâm với Trần Mặc Dù, hiện tại với hắn mà nói, ngoài mấy người tố tố khó có người nào khiến hắn động lòng. Cô lên bình tĩnh trước, sau khi khôi phục lại linh căn bị nứt hóa, tôi lúc nào muốn đi, chẳng qua nếu cô chưa bình phục, tôi không có cách nào an tâm mà rời đi cả. Diệp Mặc vỗ vai Trần Mặc Dù rồi nói, hắn biết loại phụ nữ đạo tâm kiên định như Trần Mặc Dù, một khi động tâm không thể thu hồi, phụ nữ càng lạnh lùng một khi động tâm càng nồng nhiệt. Giờ Trần Mặc Dù cũng không thực sự là chính mình, hiện giờ cô mất tiên nguyên, đạo tâm mới buông lỏng, không còn vững. Một khi tiếp tục như vậy thì đạo tâm Trần Mặc Dù rất có thể tàn vỡ. Việc này với hai người là chuyện không tốt lành gì. Trần Mặc Dù hiện tại muốn truy cầu đại đạo, mà Diệp Mặc cũng theo đó theo đuổi phù thượng đại đạo. Nếu hai người ở chỗ này tình tình tứ tứ anh em, đạo tâm hai người đều bị hủy hết. Tôi hiểu rồi. Khi thời gian dần trôi qua, Trần Mặc Dù cũng dần bình tĩnh chằm chằm nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc cắt đứt đạo tâm của cô bị tàn vỡ thì nội tâm cô hiểu rõ, nhưng cô không trách cứ. Mặc dù cô cảm kích nhưng vẫn ôm ghì lấy Diệp Mặc. Lại Diệp Mặc rời khỏi Thanh Mạc Tiên Thành, cô là tự mình tìm kiếm đại đạo của mình. Nếu có một ngày cô có thể đứng trên đỉnh, cô lần lỡ tìm Diệp Mặc, nói cho hắn biết cảm giác của cô chốc lát đó. Nếu cô không tìm được đại đạo thì sự tình này chỉ có thể để cho nó trôi theo mây khói, nhắc lại lợi ích gì. Tiếp nhận tịnh linh tâm niên trong tay Diệp Mặc, Trần Mặc Dù không nói lời cảm tạ nào. Cô hiểu rõ ràng Diệp Mặc không cần hai chữ đó. Sau khi sử dụng tịnh linh tâm niên, liền chậm rãi chuyển hóa thành tiên linh dịch thấm nhuần cơ thể. Lúc này Trần Mặc Dù ngồi yên không nhúc nhích. Thời gian dần trôi, bên ngoài thân thể cô xuất hiện tầng sương mù nhàn nhạt. Màng sương mù này mang theo mùi thơm thoang thoảng, đồng thời chậm rãi tăng lên khí tức của cô. Diệp Mặc biết rõ tu vị Trần Mặc Dù bắt đầu khôi phục, tiên linh căn của cô chẳng những chữa trị còn được tinh lọc một lần nữa. Từ trúc cơ tới kim đan, qua thời gian ngắn Trần Mặc Dù thăng cấp đến hư tiên. Lúc này Trần Mặc Dù tấn nhập vào trạng thái vào ngã, tiên linh khí xung quanh không ngừng tụ kết trên đỉnh đầu cô, sau đó lại là hấp thụ vào cơ thể, chuyển hóa tiên nguyên thấm nhuần kinh mạch và đan điền. Diệp Mặc không tiếp tục lưu lại, hắn biết rằng sau khi tỉnh lại Trần Mặc Dù có phục hồi đạo tâm như xưa hay không thì không biết, nhưng hắn rõ Trần Mặc Dù có đường riêng cô phải đi, còn hắn cũng có đường riêng cần bước. Diệp Mặc chỉ để lại nhẫn chữ vật trước mặt Trần Mặc Dù, lặng lẽ rời phòng tu luyện. Sau lần rời đi này hắn không quay lại nữa, ít nhất là trong vòng mấy năm nữa hắn không quay lại nơi này. Sau khi sự kiện lồi tiền tuyển kết thúc, hắn là rời khỏi Thanh Mạc Tiên Thành. Nếu ở đây nói lời cáo biệt với Trần Mặc Dù cũng không bằng hắn tự tìm kiếm đại đạo riêng mình. Trần Mặc Dù chậm rãi mở mắt, lúc này cảm giác cường đại lần nữa dâng lên trong lòng. Trước khi bị thương chỉ là huyền tiên sơ kỳ, sau khi sử dụng tịnh linh tâm liên tu luyện tam sinh thần thủy quyết, tu vị của cô đã trực tiếp thăng đến huyền tiên hậu kỳ, thậm chí đã niết bàn thành công trở thành tiên nhân luyện thể tiên nhất thể. Đây là tác dụng thần kỳ của tịnh linh tâm liên. Trần Mặc Dù lần đầu không thể cầm được nước mắt, vốn cô cho rằng mình hoàn toàn không còn hy vọng, nhưng Diệp Mặc luôn mang tới hy vọng cho cô. Lúc này dù bản ngã của cô có kiên cường cũng không thể khống chế nội tâm vô cùng kích động. Lập tức cô muốn tìm Diệp Mặc, lại phát hiện Diệp Mặc không còn trong phòng tu luyện, chỉ có một chiếc nhẫn chữ vật trước mặt. Lòng Trần Mặc Dù lúc này bỗng có cảm giác buồn vô cớ.
Đây là thứ tình cảm cô không cách nào biểu đạt thành lời. Cô chưa từng yêu đương, cho nên cũng không biết nó có phải cảm giác đó không. Cô cầm chiếc nhẫn chữ vật quét thần thức vào. Phi Tiết Châu rơi mặc để lại cho cô. Thái đàn có 3 viên. Các loại đan dược khác cũng mấy chục bình. Tất cả số đan dược này giảm bớt được cho cô không ít thời gian tu luyện. Tất cả yêu hạch, Diệp Mặc cũng không có mang toàn bộ, ít nhất để lại cho cô 2 triệu yêu hạch điểm cống hiến. Hiển nhiên Diệp Mặc biết rõ cô cần phải ở Thanh Mạt Tiên Thành một thời gian ngắn. Trần Bằng Du thu hồi nhẫn chữ vật, đi tới cửa động phủ, dừng lại trên đường lớn mà mấy ngày trước Diệp Mặc cùng cô đi tới, im lặng không có nói một lời. Chương 1666, Vấn Đạo Thần Thông. Thời gian mà Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra chỉ còn một ngày cuối. Lúc này quảng trường lớn nhất Thanh Mạt Tiên Thành chật kín người, so với Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra trước đây thì rõ ràng đông hơn. Người biết rõ nội tình đều hiểu rằng lần này Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra khác biệt lần trước, bởi vì trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra có 3 tiên vương Tông Phiêu Thiên đến trước, bao gồm Hòa Hoàn Tiên Vương, Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương. Tiên vương Tông Phiêu Thiên rất ít, mà lần này tới 3 người tới, hiển nhiên là phải có nguyên nhân, mà người hướng Thanh Mạt Tiên Thành càng tới nhiều cũng một phần vì biết nguyên nhân đó. Mặc dù Diệp Mặc biết Thanh Mạt Tiên Thành có chuyện đặc biệt lại không biết chính xác chuyện gì, hắn lúc này đang uống rượu tại một tiên tức lâu cạnh quảng trường Thanh Lôi, mục đích duy nhất hắn ở đây là chờ đợi khi Thanh Lôi Tiên Thuyền mở ra, sau đó là dùng hết tiên tuyển mới rời đi. Tuy nhiên quảng trường Thanh Lôi này cũng vì hắn còn có một mục đích khác. Chú ý bảng xếp hạng cống hiến Tông Phiêu Thiên, chắc chắn mình không bị tuột khỏi top 50. Sẽ bằng là hỏi thăm qua những người khác biết rằng bảng xếp hạng điểm cống hiến tiền thiên tiền có tính chính xác rất cao. Và bình thường trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra 3 tháng, căn bản top 50 được định sẵn không có thay đổi. Nhưng hiện giờ Diệp Mặc cảm thấy đó là lời nhảm, vì tên hắn lần lượt hạ xuống từ 41 đến 47. Bảng xếp hạng cống hiến thiên tiền mỗi thời khắc đều có biến hóa, mà tiếp tục như vậy Diệp Mặc khẳng định tên quán bị tuột khỏi top 50. Cũng may hắn vẫn chuẩn bị sẵn 3 triệu yêu hoạch điểm cống hiến dự bị. Bất quá yêu hoạch dự bị này hiện tại chưa muốn dùng. Một khi điểm cống hiến quán hạ xuống tới vị trí 50, lập tức sử dụng nó một khắc trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra để nắm chắc vị trí top 50. Nhưng nếu 3 triệu điểm cống hiến này vẫn không đủ, hắn đành phải bỏ qua mà thôi. Diệp Mặc ngồi lừa ngay ở tiền tức lâu, không muốn đi tới Thanh Mạt Tiên Thành xem chuyện xảy ra. Với hắn mà nói, bất luận chuyện gì phát sinh không liên quan. Hắn không chú ý nhưng không có nghe người khác như hắn. Lúc này một cái bàn cách chỗ Diệp Mặc không xa, vài cái tiên nhân bàn tán khiến hắn chú ý tới, bởi vì trong mấy người này nói chuyện nhắc tới tên hắn. Xem ra dù tên Mặc Ảnh có già nận, tôi cũng không thể lọt vào top 50. Vốn đang xếp thứ 51, bây giờ tụt xuống thứ 63 rồi. Người nói là một huyền tiên hậu kỳ, giọng y rõ ràng thất vọng tràn trề. Ngồi bên cạnh có 3 người, trong đó một vị tiên nữ cực kỳ xinh đẹp, tu vị là huyền tiên hậu kỳ. Hai huyền tiên hậu kỳ khác, một người râu dài, một người hơi đen. Đúng thế, chưa từng có bảng xếp hạng điểm cống hiến tiên tên nào lần nào. Cổ quá như lần này, mấy ngày cuối cùng bảng xếp hạng thay đổi liên tục. Chú em xem, vốn từ kỳ xếp thứ nhất hiện tại là hạ xuống thứ 27. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bảng xếp hạng lần nào kỳ quái thế này. Vị nữ tiên kiểu mị nhíu mày phụ họa. Mấy người vừa nói chuyện chăm chăm nhìn bảng xếp hạng trong tiền tức lâu. Đây là trận pháp theo dõi có thể thông qua điểm số trên bảng xếp hạng cống hiến thiên tiên. Theo đó là giống như để cho khách trong tiền tức lâu theo dõi thứ tự bảng xếp hạng. Chắc hẳn là do Thanh Mạt Tiên Thành lần này phát sinh chuyện gì đó. Tên huyền tiên da đen do dự. Dù vậy quan hệ gì đến bảng xếp hạng? Tên huyền tiên sâu dài lắc đầu, hiển nhiên khó hiểu. Ồ, mọi người đang nhìn. Huyền tiên da đen đột nhiên chỉ vào bảng xếp hạng hô lên. Kỳ thực không cần huyền tiên hô lên, tất cả tiên nhân có mặt tiền tức lâu thấy, cả Diệp Mặc cũng thấy. Lần này sau khi Thanh Lôi Tiên Tuyền mở ra, là 10 người đứng đầu bảng xếp hạng điểm cống hiến tiên tiên đại biểu cho Tông Phiêu Thiên tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Diệp Mặc chưa kịp đọc hết thông tin, tất cả tiên nhân tiên tức lâu trở nên oanh động. Nguyễn Nhạc Thiên không phải đệ nhất thiên vực trong 11 thiên vực, trong 11 trùng thiên vực sao? Nghe nói tương đương với thiên vực trên thượng thiên vực, chẳng lẽ thực sự là 50 người đứng đầu tới được Nguyễn Nhạc Thiên thi đấu? Sao tôi lại nghe nói rằng đại hội vấn đạo trước đây được chọn top 50 bảng huyền tiên tham gia, vậy mà lần này biến thành top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên rồi? Như vậy có gì khác nhau? Top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên có mấy người không phải cao thủ bảng huyền tiên? Nhưng mà Nguyễn Nhạc Thiên thực sự là rất cường đại. Nghe nói trước kia dù đã tham gia cũng ít người có thể vấn đạo các
Nguyễn Nhạc Thiên có thể không cường đại sao, ngay cả một số tiên nhân thượng thiên vực cũng muốn đi đến vấn đạo các đó. Chỉ cần có cơ hội tiến vào vấn đạo các thì cũng có nghĩa là anh chắc chắn trở thành đạo tiên. Đại tiên, cơ hội lên tiên vương cũng là thêm một thành. Khó trách vì sau lần này top 50 biến động lớn như vậy. Hóa ra vì có thể tham gia đại hội vấn đạo Nguyễn Nhạc Thiên. Nếu như tôi có cơ hội vào vấn đạo các, dù đã trả cái giá lớn hơn tôi cũng nguyện ý. Các tiên nhân tiền tức lâu bàn tán xôn xao. Một số tiên nhân không hiểu giống Diệp Mạc đều chăm chú nghe. Diệp Mạc kỳ quái vì hắn không ngờ là bảng xếp hạng điểm cống hiến lần này là có liên quan tới đại hội vấn đạo, thậm chí còn tới tận Nguyễn Nhạc Thiên đại để tham gia. Nguyễn Nhạc Thiên đương nhiên hắn biết là đệ nhất thiên vực trong trung thiên vực, nghe nói nó không kém thiên vực bình thường nào ở 11 thượng thiên vực. Nguyễn Nhạc Thiên cũng có thiên vực thực lực mạnh nhất trong 11 trung thiên vực. Tuy rằng trung thiên vực, nhưng mà tiên nhân muốn vào Nguyễn Nhạc Thiên cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thiên tài trung thiên vực đều lựa chọn hàng đầu là Nguyễn Trạng Nhạc Thiên, không phải là thượng thiên vực. Xe Bạc chỉ biết rằng Nguyễn Nhạc Thiên cường đại, thứ khác của Nguyễn Nhạc Thiên hắn không biết. Giờ nghe tới dường như có vấn đề quan hệ với vấn đạo các, có lẽ lát nữa phải tìm người hỏi vấn đạo các là nơi nào. Vì Cam Đan không bỏ sót thiên tài nào của Tông Phiêu Thiên, cho nên thứ hạng xếp 51 đến 100 bảng cống hiến thiên tiên có thể khiêu chiến với 50 người đứng đầu top 50. Mỗi người có một lần cơ hội khiêu chiến. Một khi tiên nhân top 50 thất bại, phải đem vị trí của mình trong top 50 nhường lại cho tiên nhân đã khiêu chiến. Còn nếu tiên nhân khiêu chiến thất bại, không có cơ hội mà tiếp tục khiêu chiến. Tiên nhân thành công bảo vệ vị trí của mình, cũng không phải tiếp tục nhận lời khiêu chiến. Nếu người ngoài top 50 khiêu chiến thành công, lại có tiên nhân khác tiếp tục khiêu chiến với tiên nhân đó phải tiếp nhận khiêu chiến bảo vệ vị trí mình khiêu chiến được. Top 50 người đứng đầu cuối cùng có thể là đi tới thành lôi tiên tuyển tu luyện thời gian nửa năm. Sau khi nửa năm là đại biểu cho Tông Phiêu Thiên, chúng ta đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Sau khi Diệp Mặc đọc được hết tin tức trận pháp theo dõi, người khác cũng bắt đầu xem sau. Lúc này Diệp Mặc phát hiện tên hắn lần lượt hạ xuống tới thứ 53 trong bảng xếp hạng, nhưng hắn không có khẩn trương vì giờ biết chỉ cần top 100 là được. Dù hắn tuột khỏi vị trí 50 vẫn có cơ hội khiêu chiến. Khó trách vì sao bảng xếp hạng cống hiến lần này biến hóa nhanh như vậy, hóa ra đều muốn tới Nguyễn Nhạc Thiên. Những người này có tin tức thật linh thông mà tôi tận giờ mới xem được thông báo kia. Nếu tôi sớm biết khẳng định đã sớm chuẩn bị. Vị nữ tiền kiều mỹ kia sau khi xem thông báo liền là thốt lên cảm tán. Nói xong cô nhớ cái gì, vội nói với Huyền Tiên mặt trắng. Chính ông đại ca, anh vẫn còn cơ hội, chỉ cần anh nằm trong top 100, đến lúc đó anh khiêu chiến với người top 50. Đúng thế, cứ khiêu chiến cái tên Mặc Ảnh. Hắc hắc, Mặc Ảnh sao em xem đi, tên hắn sớm bị rớt khỏi top 50. Tên Huyền Tiên dâu dài lúc này là cười hắc hắc. Tên Huyền Tiên mặt trắng cười ha ha, sắc mặt tốt hơn lúc trước nhiều. Không ngờ Lý Chính Hồng ta vẫn còn cơ hội. Được vậy thì khiêu chiến cái tên già nận đó đến lúc chúng ta gặp mặt trên lôi đài. Diệp Mặc không có chú ý tới cái tên Lý Chính Hồng, càng không để ý đến lời y nói. Lúc này hắn tới bên cạnh Huyền Tiên Chu Kỳ Khác ôm quyền. Anh bạn, tôi thấy trên thông báo có nói tới vấn đạo các Nguyễn Nhạc Thiên, vậy xin hỏi anh bạn có biết vấn đạo các là gì không? Thân Huyền Tiên Chu Kỳ nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, không ngờ có người không biết tới vấn đạo các. Y khôi phục thần thái rồi nói. Vấn đạo các có 9 tầng, nghe nói tiên nhân tiến vào vấn đạo các có thể cảm ngộ tu vị đạo pháp thần thông. Bên trong vấn đạo các dày đặc thiên địa pháp tắc, những cái tiên nhân tiến vào dễ dàng dùng sao của mình ngộ đạo, cuối cùng tự mình lĩnh ngộ thần thông. Đúng thế, chính như vậy vấn đạo các mới nghịch thiên, thiên tài Nguyễn Nhạc Thiên có thể tới vấn đạo các đạo thần thông. Cho nên là Nguyễn Nhạc Thiên mới mạnh hơn thiên vực khác, cứ mỗi 1000 năm lại có đại hội vấn đạo mở ra, nếu không các thiên vực khác chắc chắn cũng càng ngày càng yếu kém hơn. Một cái Huyền Tiên bên cạnh dường như khá hiểu rõ vấn đạo các, chủ động nói. Lúc này Huyền Tiên mà Diệp Mặc hỏi lắc đầu. Tuy thực lực Nguyễn Nhạc Thiên quan hệ trực tiếp tới vấn đạo các, nhưng tài nguyên tu luyện và lực lượng linh khí lồng động của Nguyễn Nhạc Thiên không phải các thiên vực khác có thể sánh. Cho nên Nguyễn Nhạc Thiên không phải ngẫu nhiên trở thành đệ nhất thiên vực 11 trung thiên vực. Diệp Mặc tranh thủ hỏi, vậy vấn đại các vì sao chia thành 9 tầng? Tên Huyền Tiên kia lập tức trả lời, chia làm 9 tầng để quyết định khả năng lĩnh ngộ đạo của người tiến về vấn đạo các. Bình thường thì hư tiên chỉ lĩnh ngộ được pháp tắc thiên địa tầng 1, hoàn thiện thần thông. Nếu hư tiên lên đến tầng 2 thì hư tiên đó là thiên tài trong thiên tài. Nếu huyền tiên bình thường có thể lĩnh ngộ thông tông ở tầng 3, ít huyền tiên đến tầng 4. Vậy tiên nhân Nguyễn Nhạc Thiên có thể tùy thời tiến vào vấn đạo các không? Đương nhiên là không được, dù là tiên nhân Nguyễn Nhạc Thiên cũng không thể tùy tiện tiến vào vấn đạo các. Chỉ một số ít thiên tài hoặc là đạt được cái điều kiện nào đó mới có thể tiến vào vấn đạo các. Đó là điều kiện gì? Tôi cũng không biết. Nhưng tôi nghe qua đó là muốn tiến vào vấn đạo các cũng không phải chuyện dễ. Tông Phiêu Thiên có 50 người có thể tham gia đại hội vấn đạo, nhưng tới cuối cùng
có thể được một hai người đạt tư cách vào vấn đạo các cũng là vận khí may rồi, nói không chừng là một người cũng không có. Tên huyền tiên ca sau khi nói xong, Diệp Bạch hiểu ra, nếu quả như vậy thì cái vấn đạo các kia quả là sinh ra rảnh choán mà. Chương 1667 Đại hội vấn đạo. Zema cảm giác rằng lôi kiếm của mình có thể giết nhiều đối thủ cấp thấp trong phạm vi lớn, nhưng mà khi đối mặt tiên nhân cao cấp, hắn không thể giải quyết dứt khoát. Lần trước đánh nhau cùng tên đại chí tiên kia, hắn có cảm giác này rồi. Hắn vẫn là muốn bế quan tu luyện khiến lôi kiếm tụ kết thành một chiêu mạnh nhất. Vậy cái vấn đạo các kia chẳng phải là hoàn toàn phù hợp ý định của hắn sao? Ngoại trừ lôi kiếm ra thì huyễn vân đào pháp của hắn giống như vậy. Tuy nhiên huyễn vân đào pháp của hắn là thiếu đào thứ 9, vì nó đã đến bình cảnh rồi, không có quan hệ tới hắn muốn sáng tạo ra đào thứ 9 hay không. Thì vẫn có sự chênh lệch đối với đối thủ cao cấp. Lần trước khi đối chiến với Nghiêm Cửu Thiên, đó là lời cảnh báo cực lớn với hắn. Về cái phần hắc thạch cần càng không cần nói. Trước này đều là dùng tiên nguyên lực và thần thức trực tiếp ném ra công kích, chẳng có chiêu pháp thuật hay thần thông gì. Cũng là thời gian sau này Diệp Mặc mới hiểu điểm này. Hắc thạch cần của hắn sở dĩ không địch lại được cái màn xương đen của Nghiêm Cửu Thiên, không phải là hắc thạch cần của hắn kém, mà là hắc thạch cần của hắn còn chưa có pháp thuật thần thông gì. Còn màu xương đen của Nghiêm Cửu Thiên lại là một thần thông chân chính. Diệp Mặc hạ quyết tâm nhất định phải tiến vào vấn đạo các. Tiên nhân trên quảng trường thanh lôi càng lúc càng nhiều, tiên nhân bên trong tiên tức lầu cũng đông quá mức rồi. Lúc này cùng nhau ra khỏi tiên tức lầu đến quảng trường thanh lôi. Theo những gì người xung quanh bàn tán, Diệp Mặc mới biết được thì đấu khiêu chiến tiến vào thanh lôi tiên tuyển sắp bắt đầu. Nên là Diệp Mặc lập tức theo mọi người rời khỏi tiên tức lầu, đồng thời đem toàn bộ yêu hạch dự trữ của mình ném vào thẻ bài điểm cống hiến. Lúc này không cần thiết phải giữ yêu hạch, vì nếu hắn có bị tụt khỏi top 50 đi chăng nữa, hắn có cơ hội để khiêu chiến. Mấy triệu điểm cống hiến từ yêu hoạch sau khi Diệp Bạc ném vào thẻ bài, thì điểm cống hiến của hắn lập tức tăng tới 14 triệu. Diệp Bạc thoáng chú ý đến bảng xếp hạng cống hiến tiên thiên, phát hiện tên mình tăng từ 53 đến thứ 21. Xếp thứ 21, vậy xem ra bản thân hắn không cần khiêu chiến. Tức là chỉ cần tiếp nhận một lần khiêu chiến một người, hắn có thể ổn định vị trí. Lúc này thì thời gian thi đấu tiến vào thành lôi tiền tuyển chưa bắt đầu, nên rất đông người chú ý tới bảng xếp hạng cống hiến thiên tiên. Một cái tên mặc ảnh đột nhiên tiến thẳng vị trí 21 lập tức khiến mọi người chú ý tới. Tên kia là ai, sao bây giờ tôi chưa từng nghe nói? Tôi thì luôn chú ý tới hắn. Người này mấy tháng trước gần đây xuất hiện trên bảng xếp hạng. Một tháng trước hắn đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên vào top 50. Mới vừa rồi hắn hạ xuống thứ 53, giờ lại lên thứ 21. Vậy cần bao nhiêu tiền tình mua yêu hạch? Không cần nói, chắc chắn là đệ tử đại năng nào đó, hoặc hắn một đại tông môn chống lưng. Nó không chừng là thiếu chủ của một tông môn nào đó cũng nên. Lát nữa, tới lúc khiêu chiến top 50 cũng nên tận lực bỏ qua hắn. Ai biết được sau khi khiêu chiến thắng rồi có người nào tìm tới hỏi tội hay không? Đúng thế, loại người này nhất định không đơn giản. Điểm cống hiến vốn là 20 triệu tiền, 20 tiền tinh một điểm. Hiện tại giá tăng tới 80 đến 100 tiền tình một điểm. Người bình thường có thể mua nổi yêu hạch tăng điểm cống hiến nhanh như vậy sao? Diệp Mặc nghe lời bàn tán là lắc đầu. Hắn chẳng những chẳng có ai chống lưng, cũng không phải là một thiếu chủ đại tông môn. Yêu hạch hắn hoàn toàn là do hắn liều mạng dốc sức săn bắt tiên ma yêu trong thảo nguyên bình phiêu mà có. Đang lúc Diệp Mặc muốn đổi chỗ khác lại nghe thấy một loạt tiếng huyền náo truyền tới. Lúc này mấy cái tiên nhân vừa bay vừa hạ xuống quảng trường thanh lôi, xung quanh họ là oanh động lên. Và lúc này Diệp Mặc có thể đoán ra rằng lai lịch mấy người chắc chắn không đơn giản. Diệp Mặc hướng một cái huyền tiên sơ kỳ bên cạnh hỏi, mấy người kia là ai, lai lịch dường như không nhỏ. Vốn là huyền tiên sơ kỳ có chút khinh thường không muốn trả lời Diệp Mặc,
Thấy tu vị Diệp Mặc là cao hơn mình liền nghiêm mặt nói: "Anh bạn hẳn mới từ Tông Phiêu mới tới Tông Phiêu Thiên phải không? Người đi đầu mang khăn màu lâu là Âu Dương Nghị, đệ nhất huyền tiên huyền bảng cao thủ Tông Phiêu Thiên. Tôi tin rằng lần tham gia đại hội vấn đạo nhạc Nguyễn Nhạc Thiên lần này, Âu Dương Nghị sư huynh có thể là vì Tông Phiêu Thiên chúng ta đạt một chỗ trong danh sách." Diệp Mặc rất nhanh thấy cái tên Âu Dương Nghị xếp thứ 7 trên bảng cống hiến thiên tiên. Nhưng cái bảng xếp hạng điểm cống hiến này không hề biểu đạt thực lực chân chính, cho nên Diệp Mặc không quá để ý. Đeo khăn màu xanh da trời đứng đằng sau Âu Dương Nghị sư huynh nạt Trừ Vương, Trừ Tương Tử sư huynh, người xếp hàng thứ tư trên bảng huyền bảng cao thủ. Vị nữ tiên bên cạnh chính là Tử Vũ Tiên Tử. Tử Vũ Tiên Tử chẳng những là một trong nữ tiên đẹp nhất Tông Phiêu Thiên, còn là cao thủ xếp thứ 2 huyền bảng. Còn vị huyền tiên đeo thanh trường kiếm trên lưng là Từ Kỳ, xếp thứ 9 trên huyền bảng. Tên huyền tiên sơ kỳ kia biết rõ Diệp Mặc không biết mấy cái người tới, khiến cho mọi người oanh động, giọng giới thiệu cũng mang theo kiêu ngạo. Hiển nhiên mấy người vừa tới chính là thiên tài Tông Phiêu Thiên mà y và mọi người đều sùng bái. Trừ Tương Tử thì Diệp Mặc nhìn thấy y tên xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm cống hiến từ lần trước. Còn Từ Kỳ vốn là người đầu tiên đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng, hiện tại xuống thứ 30. Điểm cống hiến của Tử Vũ Tiên Tử xếp hạng không thấp, hiện tại cũng đang thứ 9. Xem ra bọn họ căn bản là không hề quan tâm đến thứ hạng bảng xếp hạng cống hiến. Hoặc với bọn họ thì muốn xếp hạng vào nhiều trên bảng xếp hạng có thể xếp bấy nhiêu. Nếu như chỉ có người trong top 10 có thể tiến vào thanh lôi tiên tuyển tu luyện, không chừng bọn họ lập tức tiến hết vào trong top 10 người dẫn đầu bảng xếp hạng cống hiến điểm. Những cái huyền tiên này tu vị thấp nhất cũng là huyền tiên hậu kỳ, đại bộ phận là huyền tiên viên mãn, không có người nào là huyền tiên trung kỳ giống Diệp Mặc. Mọi người ở đây đang tranh nhau đi tới chào hỏi ba người Âu Dương Nghi, Trừ Tương Tử và Tử Vũ Tiên Tử. Lúc này có thêm mấy cái đạo độn quang nữa tới. Diệp Mặc nhờ có tên huyền tiên sơ kỳ giới thiệu, biết mấy người vừa tới cũng là những huyền tiên đứng đầu trên huyền bảng. Huyền bảng Tông Phiêu Thiên tổng cộng 50 người, ngoại trừ một bộ phận thăng cấp đại la tiên, tất cả cao thủ huyền bảng đã tới. Thần thái Âu Dương Nghi và Tử Vũ Tiên Tử ngạo nghễ, ngay cả Diệp Mặc cũng có thể cảm giác sự ưu việt của họ. Dường như việc có thể đứng ở đây, họ không hề cảm thấy vinh hạnh. Từ khí tức ưu việt ngạo nghễ trên người Diệp Mặc có thể đoán rằng xuất thân bọn họ đều bất phàm, không chừng là còn là vị tiên tông môn. Tiên nhân có loại ngạo khí ưu việt đó, đại đa số đều là tiên nhân cao cao tại thượng. Nhưng mà người xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng điểm cống hiến là Trừ Tương Tử cùng Từ Kỳ xếp thứ 9 đều có thần thái bình thản, không hề có biểu lộ kiêu ngạo. Đặc biệt là huyền tiên tên Từ Kỳ, Diệp Mặc cảm giác y so với Âu Dương Nghi càng tiềm lực lớn hơn. Tên huyền tiên đeo trường kiếm sau lưng dường như không phải nhân vật tầm thường. Tục ngữ có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngay cả tiên nhân cũng không ngoại lệ. Những cái huyền tiên nằm trong top 10 huyền bảng đều đứng chung một chỗ, còn các đại ất tiên đứng riêng một chỗ. Những người giống Diệp Mặc có thể là tán tu hoặc tiên nhân huyền tiên nằm dưới chót mà thôi. Dù là ngẫu nhiên ngắt được một câu cũng không ai để ý tới. Đối với chuyện này thì Diệp Mặc cũng không có muốn tham gia. Trên người hắn có hơn 14 triệu điểm cống hiến. Mà nếu như không phải vì muốn tiến vào thành lôi tiên tuyển, hắn cũng không muốn dùng hết cả số điểm cống hiến. Hơn nữa chờ sau khi ra khỏi thành lôi tiên tuyển, hắn là đi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, nên việc giữ lại điểm cống hiến không còn tác dụng. Lúc này Diệp Mặc tiếp tục đi dạo trên quảng trường, các cửa hàng, các thương phẩm chỗ này không ít. Chẳng có thứ gì lọt vào mắt hắn, dù vậy hắn cũng không phải không có thu hoạch gì. Ít nhất mua được một ít địa đồ của 11 trung thiên vực, mua ngọc giản giới thiệu kỹ càng về thiên vực. Chớp mắt qua nửa ngày, theo số lượng người trên quảng trường càng lúc càng nhiều, lại có thêm 3 đạo độn quang nữa hạ xuống giữa quảng trường. Diệp Mặc nhìn không ra tu vị cụ thể của 3 người này, lại khẳng định cả 3 đều là tiên vương. Bất kỳ người nào trong 3 người muốn giết hắn cơ bản không cần động, chỉ cần một cái đầu ngón tay có thể bóp chết hắn. Loại cảm giác này khiến Diệp Mặc rất không thoải mái. Hắn cố gắng bình tĩnh vứt cái suy nghĩ kia khỏi đầu. Khi 3 tiên vương hạ xuống quảng trường lập tức an tĩnh, tất cả là đợi 3 cái tiên vương lên tiếng. 3 vị tiên vương này thì Diệp Mặc đã từng gặp, một người là Hòa Hoàn Tiên Vương, mặc đồ màu xanh. Xem ra 2 vị tiên vương còn lại là Khải Phong Tiên Vương cùng Bình Châu Tiên Vương rồi.
Đứng trước mặt Hoa Hoàn Tiên Vương là một cái tiên vương mặc áo trắng, dường như y là người đứng đầu trong ba tiên vương. Sau khi y đáp xuống liền gật đầu nhẹ với đám đông tiên nhân trong quảng trường, giơ tay lên bắn một cái đạo hào quang màu vàng. Đạo hào quang màu vàng lập tức biến thành cái lôi đài rộng nằm giữa quảng trường. Còn lúc này thì ba vị tiên vương đứng trên lôi đài. Sau khi trên lôi đài thì vị tiên vương áo trắng lên tiếng: "Ta nghe mọi người đều biết, ta là Khải Phong Tiên Vương Tông Phiêu Thiên. Lần này tới Thanh Mạt Tiên Thành ngoại trừ việc thành lôi tiên tuyển mở, có một cái chuyện trọng yếu hơn nữa là đại hội vấn đạo Nguyễn Nhạc Thiên." Nói tới đây thì Khải Phong Tiên Vương liền dùng thần thức quét tới các tiên nhân trên quảng trường, thở dài: "Tông Phiêu Thiên, chúng ta luôn là được tham gia đại hội vấn đạo, thực là có thể tiến vào vấn đạo các cũng chỉ có một người. Phải, người đó chính là ta. Đáng tiếc khi xưa ta quá kém cỏi, chỉ có thể dừng lại ở vấn đạo các tầng thứ 3. Khoảng cách để lên đến tầng 4 còn rất xa. Ta có thể nói bản thân ta có thể thăng cấp tiên vương thì vấn đạo các có trợ giúp vô cùng lớn. Cho nên những lời còn lại của ta không cần nói nhiều. Chắc hẳn mọi người đều hiểu rằng vấn đạo các có bao tác dụng với việc tu luyện của chúng ta rồi." Sau khi Khải Phong Tiên Vương nói xong thì quảng trường lập tức bàn tán xôn xao, tâm tình kích động hẳn lên. Tiên nhân thì có số lượng hàng ngàn ngàn vạn vạn, nhưng mà có bao nhiêu người có thể thăng cấp tới vị tiên trở thành tiên vương? Vấn đạo các có thể giúp một tiên nhân thăng cấp tiên vương chính là thứ mỗi một tiên nhân là truy cầu suốt đời. Thế mọi người kích động hẳn lên. Khải Phong Tiên Vương khoát tay rồi nói: "Mọi người yên tĩnh một chút." Khải Phong Tiên Vương nói cũng không lớn, nhưng bất cứ một người nào trên quảng trường nghe ra rõ ràng danh mạch lập tức an tĩnh lại. Lúc này Khải Phong Tiên Vương mới gật đầu rồi nói: "Đáng tiếc dù là vấn đạo các thuộc về đệ nhất thiền vực nhạc Nguyễn Nhạc Thiên, nhưng tiên nhân Nguyễn Nhạc Thiên muốn vào vấn đạo các cũng cần có điều kiện tuyển chọn. Càng không cần nói tới Tông Phiêu Thiên chúng ta, Nguyễn Nhạc Thiên để lại cho 10 đại thiên vực, 11 trung thiên vực, còn lại là 500 danh ngạch. Có nghĩa là Tông Phiêu Thiên chúng ta có thể tối đa là 50 người tham gia đại hội vấn đạo. Đại hội vấn đạo cực kỳ gian nan, dù là Tông Phiêu Thiên chỉ có một người đạt được điều kiện tiến vào vấn đạo các ta cũng yên lòng rồi." Chương 1668, khiêu chiến top 50. Lúc này Hoa Hoàn Tiên Vương đứng lên nói: "Trung thiên vực chúng ta tổng cộng 11 thiên vực, tuy nhiên mỗi thiên vực đều là vô cùng rộng lớn, nhiều nơi hẻo lánh ngay cả tiên vương cũng không thể chạm tới. Những cái tiên nhân 11 thiên vực cộng lại cũng chỉ 30 người có thể tiến tới vấn đạo các. Mà Tông Phiêu Tiên chúng ta ngoại trừ rất nhiều năm về trước có một mình Khải Phong Tiên Vương từng tiến vào vấn đạo các ra, chưa từng có thêm người thứ hai. Mỗi lần chúng ta đi đến Nguyễn Nhạc Thiên, lúc nói chuyện đều phải nhỏ nhẹ hơn các tiên vương khác. Cho nên mấy người, chúng ta đều hy vọng lần này mọi người có thể trổ hết tài năng. Tại trong đại hội vấn đạo, dù là có được một trong 30 danh ngạch thì Tông Phiêu Thiên chúng ta vẫn mặt mũi rất lớn." Hoa Hoàn Tiên Vương còn chưa hết lời, các tiên nhân trên quảng trường có chút xấu hổ thẹn mà cúi đầu. Rất nhiều đại tiên từng đi Thanh Lôi Sơn, cũng qua Nguyễn Nhạc Thiên, cũng tham gia đại hội vấn đạo. Chỉ là bọn họ giống như lời Hỏa Hoàn Tiên Vương nói, không ai lọt vào top 30. Bất quá ánh mắt của mười mấy cái tiên nhân đứng đầu huyền bảng đều tràn đầy kiên định, biểu lộ quyết tâm đạt được vị trí trong đại hội vấn đạo lần này. Hỏa Hoàn Tiên Vương không nói tiếp về đại hội vấn đạo mà chuyển qua chủ đề khác. Lần này huyền tiên trong top 50 có thể đi Thanh Lôi Tiên Tuyền tu luyện, và cũng là những người cùng chúng tôi tới Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Ta nghĩ rằng quy tắc mọi người cũng biết, cho đến hiện tại trận đấu bắt đầu, bất kỳ ai có điểm cống hiến nằm trong vị trí từ 51 đến 100 trong bảng xếp hạng có thể khiêu chiến top 50 người đầu. Hoa Hoàn Tiên Vương nói xong, liền cùng Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương lùi khỏi lôi đài. Còn viết trên lôi đài lúc này lập tức xuất hiện hai hàng danh sách lơ lửng. Ở bên trái danh sách 50 người đứng đầu, bên phải là 51 đến 100. Lát nữa mỗi trận khiêu chiến thì thứ hạng hai bên thay đổi. Hiện tại thấy rõ được tác dụng điểm cống hiến bảng của Tông Phiêu Thiên. Dù là anh có lợi hại hơn, nhưng nếu không có tên trong top 100, cũng không có cơ hội mà khiêu chiến. Nói đi phải nói lại, ở Tông Phiêu Thiên, một huyền tiên lợi hại, sao có thể không có tên trong bảng xếp hạng cống hiến? Dề Bạc nhìn tên mình xếp thứ 21, hắn cũng không khẩn trương, bất luận ai tới khiêu chiến hắn cũng không sợ. Ngay khi mọi người suy nghĩ xem ai là người đứng thứ nhất tiến lên đài khiêu chiến, một huyền tiên viên mãn có dáng người mập lùn phi thân lên lôi đài ôm quyền nói:
Xếp thứ 73 bảng xếp hạng điểm cống hiến Thiên Tiên Tông Phiêu Thiên Cung Ngư khiêu chiến La Dương xếp 50. Không ai thấy lạ cả. Tuy là điểm cống hiến không quan hệ đến thực lực mỗi người, thực tế thì trừ người ra lận, tất cả là thực lực cao mới có thể xếp trên thứ hạng cao. Cho nên bất luận góc độ nào thì người thứ 50 là La Dương đều là đối tượng khiêu chiến đầu tiên. Lời Cung Ngư nói xong, một cái huyền tiên vọt lên đài nói. La Dương tiếp nhận lời khiêu chiến. Sau khi nói xong, y đánh ra một đạo kiếm quang chính giữa. Cung Ngư dường như là cũng sớm chuẩn bị, lập tức lấy một cái thành thuần dụ màu đen mang theo ô quang đầy trời đánh phía La Dương. Trên nơi đài cấm chế tiên vương, cho nên dù hai người đánh nhau có lòng trời lở đất, những người xem chỉ là nhìn thấy quang ảnh bắn tứ phía, nơi đài không có sức mạnh. Kiếm quang La Dương giống như giải ngân hà liên tục đánh xuống nơi đài, nhưng vẫn không có cách nào lưu một dấu hết. Cả nơi đài quả là cứng rắn. Một cái tiếng phát lổ giữa Cung Ngư và La Dương, thì nguyên lực cả hai dường như không khác nhau nhiều. Nhưng khoảng chừng hơn nửa canh giờ sau, ô quang thần dụ của Cung Ngư tản mạn dần. Vậy là thế bại của Cung Ngư đã thành, xem ra không thể kiên trì lâu hơn. Quả nhiên chỉ hơi 10 lần hít thở, Cung Ngư bị kiếm quang La Dương đánh bay, người mang theo vết thương đỏ dài chừng hai thước từ bả vai xuống thắt lưng. Tôi chịu thua. Cung Ngư không chờ La Dương đánh tới lập tức nhận thua, y biết mình là vô duyên với Thanh Lôi Tiên Tuyển Đại Hội Vấn Đạo rồi. Khi nhận thua, La Dương cũng không công kích nữa, lập tức nhanh chóng lấy một viên đan dược ngồi xuống, đồng thời lùi khỏi lôi đài. La Dương là bảo vệ vị trí top 50, chỉ cần thắng một trận khiêu chiến lập tức đứng vững vị trí của mình, không cần tiếp là tiếp tục khiêu chiến. Trận thứ nhất, La Dương thắng bảo vệ thành công vị trí 50. Một đại La Tiên đứng cạnh lôi đài lập tức tuyên bố. Lúc này có thêm cái huyền tiên đầu chọc tiến đến lôi đài. Nỉ tiếp, xếp thứ 51 trên bảng xếp hạng cống hiến thiên tiên, khiêu chiến Ly Lạc Hòa xếp thứ 47. Cuối cấp đồ của tôi, hiện giờ trả lại cho tôi đi. Tên huyền tiên đầu chọc gương mặt mang theo sát khí. Xem ra thấy y không hề có muốn nương tay khi thượng đài. Những người còn lại nghe giọng điệu y là đoán ra hàn ăn. Ly Lạc Hòa kia dùng thủ đoạn lừa gạt cướp đoạt thứ hạng nỉ tiếp, khiến nỉ tiếp bị rớt xuống thứ 51. Lúc này y hận Ly Lạc Hòa như vậy. Không đợi huyền tiên đầu chọc nói, một cô gái lập tức mang theo khuôn mặt sát khí vì tân lên nôi đài. Ly Lạc Hòa tiếp nhận kiếp chiến. Cô gái này nhanh tay hơn cả so với La Dương lúc trước. Lời mới nói một nửa thì một chiếc kim đấu được ném ra, nôi đài lập tức nàng ngập tràn quang mang màu vàng. Một cái tiên nhân tu vị thấp một chút xíu, thậm chí còn không thể dùng mắt nhìn trực tiếp, tia sáng kia quả là quá chói mắt. Tôi không sợ cô, Ly tiếp tức giận quát, cây hắc côn trong tay hóa thành hắc long như lạ. Như thật, như ảo, nhanh chóng cản lại kim đấu của Ly Lạc Hòa. Người sáng suốt thì biết Ly tiếp này mạnh hơn nhiều so với Cung Ngư vừa rồi. Chỉ trong thời gian nửa nén hương, Ly Lạc Hòa bị đuôi con hắc long quất một cái đòn vào lưng, lập tức hộc máu, bay khỏi lôi đài, xem ra tổn thương không nhẹ. Dê Bạc nhìn ra Ly Lạc Hòa là cố ý chấp nhận trọng thương, vì nếu như cô không là vậy, mạng nhỏ cô rất dễ là có thể bị Ly tiếp lấy. Ly tiếp mang theo sát ý bước lên khiêu chiến, rõ ràng là muốn giết cô. Còn cô làng Ly Lạc Hoa này cũng không phải kẻ ngốc, cho nên là chịu thương để đổi lấy một mạng. Bất quá những cái tiền tình dùng để mua điểm cống hiến chỉ có thể coi như là bát nước đổ đi. Trận thứ hai, Nỉ tiếp thắng, đạt được vị trí thứ 47 của Ly Lạc Hoa. Tên đại là tiền bên cạnh đại tuyên bố. Nỉ tiếp khiêu chiến chiến thắng đạt vị trí 47 trong top 50, nên là vẫn phải đánh thêm một cái trận nữa với tư cách người bảo vệ vị trí. Nếu như là có người đi lên khiêu chiến, Diệp Bạc biết rõ. Nếu lúc này có người khiêu chiến Nỉ tiếp chiếm được lợi thế rất lớn, vì vừa rồi Nỉ tiếp khiến cho Ly Lạc Hoa bị thương nặng, bản thân y cũng bị thương. Diệp Bạc có thể thấy, đương nhiên tiên nhân các quảng trường có thể thấy, không đợi Nỉ tiếp đứng vững, có một huyền tiên viên mãn bay lên lôi đài nói. Cờ thắng xếp hạng 64 bảng xếp hạng cống hiến Thiên Tiên Tông Phiêu Thiên khiêu chiến Nỉ tiếp vị trí 47. Lời khiêu chiến cứng ra nói ra, pháp bảo cờ thắng lập tức công kích. Nỉ tiếp lúc này chỉ là miễn cưỡng ngăn trở, còn cơ thắng là không hề buông tha, liên tiếp tung pháp thuật. Trên lôi đài một lần nữa quang ảnh tung hoành, máu me tung tóe. Khải Phong Tiên Vương phía xa cũng lắc đầu trên không trung. Cơ thắng dùng biện pháp này chiến thắng đương nhiên là loại chiến thuật rất tốt, nhưng chỉ có tầm cảnh bình thường mới thích loại chiến thuật này. Cho dù là cơ thắng có chiến thắng, sau cùng cũng không tiến ra được thành tựu không lớn. Dù mà cũng có cái nhìn giống Khải Phong Tiên Vương, nhưng quan điểm hắn lại khác. Hắn cho rằng thành tựu cơ thắng sau này không lớn, nhưng không phải vì cơ thắng thích dùng cái thủ đoạn này, mà là vì tâm tình của y. Tuy Diệp Mặc không đứng trên lôi đài, nhưng mà năng lực quan sát của hắn rất mạnh. Cơ thắng hoàn toàn là tâm lý của kẻ dùng thủ đoạn chiếm lợi thế, chứ không hề có lòng truy cầu. Nếu là hắn cũng có thể dùng thủ đoạn này đánh bại Nỉ tiếp,
Mục đích của hắn không phải thắng lợi mà tư cách tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện. Với Diệp Mặc mà nói thì việc tu luyện hẳn là có lợi từ mọi thứ, còn Cơ Thắng thì chỉ muốn có lợi thế dễ dàng đánh bại Nỉ Tiếp, chứ Diệp Mặc không có cảm giác cái tâm ý quyết truy cầu tu luyện đại đạo nào cả. Cơ Thắng quả là quan sát phán đoán rất tốt, chỉ là thời gian ngắn thì bị Nỉ Tiếp bị Cơ Thắng đánh trọng thương nhận thua. Xem ra ánh mắt vẫn hận của Nỉ Tiếp, Diệp Mặc biết rõ mục tiêu tất sát trong lòng Nỉ Tiếp tăng thêm một người. Loại tâm tính này đúng là khiến người khác không biết nói gì. Trận thứ 3, Cơ Thắng thắng, đạt vị trí thứ 47 trong top 50. Chính Hồng Đại Ca tôi nghĩ anh không nên đi khiêu chiến tên Mặc Ảnh kia. Dù là không có hắn thì anh cũng bị loại khỏi top 50 thôi. Hơn nữa, hiện tại Mặc Ảnh nó vươn đến vị trí 21, khẳng định hắn có tông môn hậu thuẫn phía sau. Ở phía quảng trường, tên Huyền Tiên đen gầy khuyên bảo Huyền Tiên hậu kỳ gọi là Lý Chính Hồng. Cũng được, dù sao chỉ là một cái danh ngạch, tên Mặc Ảnh kia cứ để tặng hắn đắc ý vài ngày, đợi khi có cơ hội tôi tuyệt đối không buông tha cho hắn. Lý Trung Hồng gật nhẹ đầu đồng ý với tiểu đệ của mình. Diệp Mặc đương nhiên không biết là hắn bị người ta nhắm vào, nhưng dù biết cũng chẳng để trong lòng. Lúc này có hơn 10 trận khiêu chiến, vượt quá dự liệu của Diệp Mặc chính là không ai khiêu chiến hắn. Nhưng mà những cái tên khiêu chiến dường như chỉ có vị trí từ 30 trở xuống. Trên top 30 thì chỉ có một mình vị trí thứ 20 là bị khiêu chiến. 30 trận khiêu chiến qua đi, vẫn không có ai khiêu chiến Diệp Mặc. Diệp Mặc biết rõ việc này quan hệ đến người khác, không có ai biết đến hắn. Vì nếu như có ai biết đó, Diệp Mặc xếp thứ 21 là Huyền Tiên Trung Kỳ, chắc chắn là không ai kiên trì nổi một giây. Và lúc này sẽ có người đi lên khiêu chiến hắn. Dù là Mặc Ảnh có hậu thuẫn lớn, nhưng mà có cơ hội tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện, sau đó lại có thể tham gia đại hội vấn đạo, ai mà đáng băn khoăn vấn đề này gì chứ. Hai ngày trôi qua, 50 trận khiêu chiến chấm dứt. Toàn bộ 50 người xác định rõ ràng, ngoại trừ vị trí từ 30 trở xuống liên tiếp bị khiêu chiến ra, tất cả người trên top 30 đều là tiếp nhận khiêu chiến một lần, có thể bảo vệ vị trí của mình rồi. Đôi khi có một vị trí cứ liên tục bị khiêu chiến mấy lần, mãi sao mới ổn định. Mọi người biết cái thể loại, thể thức khiêu chiến này cũng không tính là công bằng, nhưng như vậy mới có thể giữ lại người có thực lực mạnh nhất. Điểm cống hiến của Diệp Mặc lúc này nằm vị trí thứ 21, nhưng cho tới khi khiêu chiến kết thúc cũng không một ai tới khiêu chiến hắn cả. Trong 1669, cướp đoạt Tiên Tuyển. Sau khi toàn bộ danh sách 50 người trên bảng xếp hạng cống hiến thiên tiền xác định, Diệp Mặc cũng đứng ra cùng một chỗ với người khác. Một số tiên nhân trên quảng trường thấy Diệp Mặc đấm ngực dậm chân, họ không tưởng tượng rằng trong top 50 có Huyền Tiên Trung Kỳ như Diệp Mặc. Sớm biết đã có người lên khiêu chiến hắn. Kỳ thực ngay cả Diệp Mặc có chút không được tự nhiên, vì trong top 50 này ngoại trừ mình hắn là Huyền Tiên Trung Kỳ, người tu vị kém cỏi nhất tấn nhập là Huyền Tiên hậu kỳ. Vốn là trong 50 người cũng có Huyền Tiên Trung Kỳ giống hắn, nhưng mà tên Huyền Tiên Trung Kỳ kia mọi người đều đã biết, vì căn bản là không trụ được thời gian bao lâu bị người ta đá khỏi bảng xếp hạng. Một Huyền Tiên Trung Kỳ như Diệp Mặc đứng giữa hàng ngũ 50 tiên nhân, Huyền Tiên hậu kỳ và viên mãn, cũng khiến mấy cái vị tiên vương chú ý, đặc biệt là Hòa Hoàn Tiên Vương có chút ý tứ mà nhìn Diệp Mặc. Cô nhớ rõ lúc trước tới Cổ Lận Tiên Thành, Diệp Mặc còn đi cùng với cô gái tuyệt sắc. Hiện giờ không ngờ tên này có thể tấn nhập top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến. Cô chú ý tới Diệp Mặc còn chú ý tới, thì Diệp Mặc cũng chú ý vị tiên nữ áo đỏ đi cùng Hoa Hoàn Tiên Vương. Vị tiên nữ kia nằm trong top 50 nhắn. Tu vị nào Huyền Tiên hậu kỳ, chỉ là vị tiên nữ kia không hề bị ai khiêu chiến. Hắn cũng không biết tên gọi cô ta là gì. Truyền tống trận tiến vào Thanh Lôi Sơn nằm ở sườn đông Thanh Mạt Tiên Thành. Truyền tống trận này cứ ngàn năm lại tự động mở một lần. Cho nên phía trước truyền tống trận này cũng xây dựng một cái đại điện. Khi Diệp Mặc cùng 50 người đi theo Đại La Tiên tiến vào đại điện, thì đại điện truyền tống trận rõ ràng đã mở ra. Số người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển là 100 người. Ngoài trừ 50 người trên bảng xếp hạng thiên tiên, 50 người đại tiên, đại hội vấn đạo của Nguyễn Nhạc Tiên chỉ mới thiên tiên tham gia, còn đại tiên tông Phiêu Thiên không nằm trong danh sách đó. Cho nên 50 người đại tiên tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển là 50 người đứng đầu bảng xếp hạng cống hiến đại tiên. Ngoại trừ 100 người này ra, rất nhiều tiên nhân tiến vào Thanh Lôi Sơn, nhưng mà những cái tiên nhân này cần chờ sau khi trao người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển mới có thể thông qua truyền tống trận tiến vào. Hiện tại top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiền màu tiến vào truyền tống trận. Sau khi mọi người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tự lựa chọn chỗ tu luyện. Sau khi toàn bộ các người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển thì đại điện tiền tuyển lập tức đóng.
Sau khi Đại La Tiên kia dẫn đám Diêm Mặc đến truyền tống trận liền nhắc nhở. Mọi người căn bản không kịp nghĩ, quang mang truyền tống trận bắt đầu dao động, chốc lát là cuốn bọn Diêm Mặc đi mất dạng. Sau một lát, Diêm Mặc phát hiện ra hắn cùng mọi người đứng ở mặt khác của đại điện. Hơn nữa mặt này đại điện còn có mấy chục cái cửa nhỏ. Vài tên huyền tiên biết trước tình huống lập tức là nhanh chóng tự mình chọn cánh cửa nhỏ tiến vào. Những cái cánh cửa nhỏ kia sau khi có huyền tiên tiến vào lập tức biến mất không thấy đâu. Hóa ra là vậy. Xem ra mỗi người đã có một vị trí tu luyện cố định. Sau khi Diêm Mặc trông thấy càng ngày càng nhiều người tiến đến cửa nhỏ, vội vàng kéo tay một cái tên huyền tiên viên mãn bên cạnh. Vị tiền hữu này, xin cho tôi hỏi, liệu ở nơi khác có thể độ kiếp không? Nơi này độ kiếp được không? Tên huyền tiên lập tức cười hắc hắc. Đương nhiên là có thể. Nếu cậu muốn tấn cấp đại tiên vậy thì chúc mừng cậu. Nói xong, tên huyền tiên viên mãn là nhanh chóng chọn một cánh cửa tiến vào. Chớp mắt trong đại điện chỉ còn mình Diêm Mặc, hơn nữa chỉ còn dư một cánh cửa. Diêm Mặc không dám nghĩ nhiều, nhanh chóng tiến vào cánh cửa cuối cùng. Khi tiến vào cánh cửa đó cũng biến mất không thấy. Sau khi tiến vào cánh cửa đi thêm mấy chục bước, Diêm Mặc nhìn thấy cái tiền chỉ bao phủ bởi màn sương trắng. Tên linh khí lồng đậm nhanh chóng vây quanh Diêm Mặc, khiến hắn thoải mái rên rỉ một tiếng. Quả thật là chỗ tu luyện vô cùng tốt. Diện tích tiên trì này cũng không đến 10 mét vuông. Ở giữa tiên trì là một cái ghế ngồi bằng ngọc thạch, đó là vị trí tiên nhân tới tu luyện. Tiên trì này cũng phải là thanh nôi tiên tuyển bậc trung. Cho dù là thanh nôi tiên tuyển này có một chữ lôi, nhưng lại là một tiên tuyển không thuộc tính, hoàn toàn không có chút lôi nguyên nào trong đó. Điều này thực sự là hoàn toàn so với Diệp Mặc khác suy đoán. Cái tiên tuyển này tuy rằng không phải tiên tuyển đơn thuộc tính đơn, nhưng Diệp Mặc khẳng định phẩm cấp tiên tuyển là cao hơn cả ẩn băng tuyên tiền hạ phẩm ngày trước hắn có. Bởi vì tiên tuyển trước mắt là một tiên chỉ bị pha loãng, nhưng mức độ tiền linh khí đã lồng đậm như vậy, nếu trực tiếp tu luyện trong thanh lôi tiên tuyển thu hoạch khẳng định càng lớn. Tiếc là thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ có nửa năm. Cái thời gian nửa năm này nhiều nhất chỉ giúp hắn thăng cấp đến huyền tiên hậu kỳ, khoảng cách huyền tiên viên mãn rất dài, thật lãng phí. Diêm Mặc thở dài, lúc này là bay vọt lên cái ghế ngồi bằng ngọc thạch, đồng thời thần thức quét đi bốn phía tiên trì, lập tức phát hiện ra tiền linh khí tiên trì này là từ chính cái dưới ghế bằng ngọc thạch tỏa ra, giống như dưới cái hồ băng tiên trì là một cơn suối. Diêm Mặc chỉ tưởng tượng một chút là hiểu. Đại điện này cùng với rất nhiều tiên trì đều là sau này mới được tạo lên, mà từng cái tiên trì đều là thanh lôi tiên tuyền chảy ra tạo thành. Mặc dù mọi người tới đây là sử dụng thanh lôi tiên tuyền tu luyện, nhưng lại không có ai có thể chân chính biết được thanh lôi tiên tuyền ở đâu, vị trí thanh lôi tiên tuyền ở đâu. Diêm Mặc cũng không cần để ý. Cái hắn để ý là thời gian thanh lôi tiên tuyền này quá ngắn, với lượng tài nguyên tu luyện khủng bố hắn cần sử dụng, với loại tiên trì pha loãng thế này, trong vòng nửa năm không giúp hắn thăng cấp đến tu vị huyền tiên viên mãn được, thậm chí khó có thể tiến vào huyền tiên hậu kỳ. Nếu có thể lấy trận bàn thời gian, Diêm Mặc khẳng định có thể thăng cấp đến huyền tiên viên mãn. Ở cái tiền chỉ có lồng độ linh trì lồng đậm như vậy, thậm chí có thể thông qua con suối ngầm bên dưới hấp thụ phần lớn tuyền dịch. Nhưng nơi này cho hắn vạn cái lá gan, hắn cũng không dám lấy ra trận bàn thời gian. Dù là sử dụng thế giới trang vàng, hắn cũng không có dám sử dụng trận bàn thời gian. Trận bàn thời gian sử dụng là pháp tắc thời gian, cho nên là một khi tiên vương chú ý tới nơi đây, rất có thể là tiên vương đó phát hiện ra sự biến hóa pháp tắc thiên địa ở đây. Lúc này Diêm Mặc ngược lại là có chút hâm mộ mấy cái tên huyền tiên viên mãn. Nếu như họ có tái ất đan, không chỉ có thể thử thăng cấp đại ất tiên trong này. Không đúng, Diêm Mặc bỗng lại nghĩ một chuyện, đó là một khi tiến vào đây, tất cả mọi người chắc chắn không muốn bỏ qua cơ hội đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo. Vậy nếu có người nào đó thăng cấp đại ất tiên đây, việc đó phải tính thế nào? Nhớ tới cái tên huyền tiên cuối cùng, hắn hỏi một câu, dường như y không hề để ý việc trong này để tu luyện. Đây là vì sao? Diệp Mặc biết rõ thời gian nửa năm không phải là giúp tất cả huyền tiên viên mãn độ kiếp, cũng có vài người tiếp tục tích trữ nội tình cho mình, sau đó ra ngoài độ kiếp. Khẳng định một số người không có cách nào tăng tiến, nhất định phải độ kiếp mới có thể tiếp tục hấp thu tiên tuyển tu luyện. Nếu như sau khi tu luyện tới huyền tiên viên mãn lại không có cách nào tu luyện nữa, vậy họ tiến vào thanh nội tiên tuyển để làm gì? Diệp Mặc vỗ đầu, lúc này hiểu ra. Hắn là phát hiện được lúc trước mình quá bức thiết trong việc dành cơ hội vào thanh lôi tiên tuyền để tu luyện, cũng chuẩn bị lại không được đầy đủ. Những cái huyền tiên viên mãn không thể thăng cấp kia, sau khi tiến vào trong này tu luyện một mục đích duy nhất mà thôi, là thu thập tiên tuyền dịch tinh khiết ở thanh lôi tiên tuyền. Sau khi thu thập được tiên tuyền dịch tinh khiết ra ngoài, muốn tu luyện lúc nào mà chả được. Diêm Mặc thở dài, muốn hơi biết rõ là muốn chiết xuất tiên tuyền dịch ở trong này, nhất định phải có trận pháp mà những cái huyền tiên khác hưởng. Hẳn là sớm chuẩn bị kê ra các loại trận bàn cung pháp bảo để bảo tồn tiên tuyền dịch. Chỉ có hắn là chẳng hề chuẩn bị.
Cũng may hắn không phải chuẩn bị mấy thứ đó, vì hắn có ưu thế riêng mình, bản thân là đại sư tiền trận cấp 3, đồng thời có thế giới trang vàng. Khi hiểu rõ, Diệp Mặc lập tức không có tu luyện, bắt đầu bố trí trận pháp. Trước khi bắt đầu thu thập tiên tuyển, hắn lập tức dùng trận pháp che đậy bao phủ toàn bộ tiên trì, dù là không thể cản trở thần thức tiên vương, nhưng cũng là giúp được hắn phát hiện ra thần thức tiên vương tiến vào trong trận pháp được một lúc. Sau khi bố trí xong trận pháp che đậy, Diệp Mặc bắt đầu nghiên cứu việc bố trí trận pháp để thu thập và chiết xuất tiên tuyển. Đối với người khác đây là việc khó, nhưng với Diệp Mặc chẳng phải việc khó. Một tháng sau khi hắn bố trí xong tiền trận pháp cấp 3 đầu tiên để chiết xuất tiên tuyển, loại tiền trận chuyên dùng để chiết xuất tiên tuyển này so với trận bàn người khác lợi hại hơn nhiều. Huống chi Diệp Mặc đâu phải bố trí một cái tiền trận, lúc này hắn là nhàn rỗi cho nên bố trí liên tục các tiền trận trong tiên trì. Tiên trì lập tức được chiết xuất từng giọt thanh nôi tiên tuyển, tụ lại thành cái dòng nhỏ, dần dần là dòng lớn, cuối cùng là thu vào tiền tuyển trì trong thế giới trang vàng Diệp Mặc. Cho dù thế giới trang vàng quán càng ngày càng nhiều tiên tuyển, hắn cũng không ngừng bố trí thêm tiền trận chiết xuất tiên tuyển. Khi cái tiền trận chiết xuất tiên tuyển cấp 4 đầu tiên được Diệp Mặc bố trí, Diệp Mặc biết hắn căn bản không cần tu luyện, cũng không cần tiếp tục bố trí trận pháp khác. Loại tốc độ chiết xuất tiền tuyển này tuy rằng không nhanh bằng hắn hấp thu trực tiếp cùng trận bàn thời gian, nhưng cứ như vậy thời gian nửa năm tuyệt đối là chiết xuất đủ cho hắn thẳng cấp đến huyền tiên viêm mãn. Diệp Mặc nhìn cái ghế ngọc thạch dưới tiên trì, lòng cười hắc hắc. Biện pháp này quả là quá tuyệt, ai mà ngờ được hắn không hề có trận bàn thời gian lại có thể lấy được một lượng lớn tiên nguyên tiền tuyển. Lúc này Diệp Mặc điên cuồng sử dụng mấy cái trận pháp chiết xuất thu thập tiên tuyển, tình trạng các tiên trì khác cũng lập tức ảnh hưởng thể hiện rõ ra ngoài. Một số huyền tiên nhạy cảm giác sự thay đổi của tiên tuyển, bất quá họ hiển nhiên không đoán được có loại người vô sỉ như vậy, không ngờ dùng cả tiên trận chiết xuất cấp 4 để thu thập tiên tuyển. Bọn họ chỉ có thể tạm đoán rằng tất cả mọi người đang cùng nhau tu luyện, cho nên nồng độ tiên linh khí của tiên tuyển bị giảm. Đối với mấy điều trước Diệp Mặc không có để ý, hắn thậm chí còn đổi hết những cái tiên trận cấp 3 lúc trước thành tiên trận chiết xuất tiên tuyển cấp 4. Tới tháng thứ tư, Diệp Mặc cảm nhận tiền trận chiết xuất tiên tuyển lần nữa giảm đi, thậm chí trở nên mỏng manh. Lúc này hắn biết không thể tiếp tục, vì gần như tất cả thanh lôi tiên tuyển bị một mình hắn thu thập, có lẽ nên trở lại cho người khác tu luyện thì tốt hơn. Diệp Mặc nhanh chóng thu hồi tất cả tiền trận bố trí trước đó, thậm chí còn trừ đi cả tiền trận che đậy thần thức. Lúc này ngồi vào cái ghế ngọc thạch tu luyện như chưa hề có chuyện xảy ra. 3 ngày sau, có một đạo thần thức cường hãn đào qua vị trí tiên trì Diệp Mặc, nhưng đạo thần thức không hề dừng lại, chỉ quét qua một lần. Lúc này Diệp Mặc hoảng sợ, vì nếu không phải hắn muốn chừa một chút cho người ta tu luyện, thì dù đã không bị phát hiện tiền trận chiết xuất tiên tuyệt cũng bị phát hiện cái tiền trận che đậy thần thức, hắn sau đó trở thành người đáng nghi nhất. Chương 1670, đổ tiên tinh. Còn hơn một tháng nữa nhưng Diệp Mặc dứt khoát không tu luyện. Hiện tại nồng độ tiên linh khí tiên trì bên trong tiên tuyển rất thấp, dù hắn muốn tu luyện cũng không có bao tác dụng, cho nên hơn một tháng thời gian này hắn dứt khoát dùng để nghiên cứu trận pháp. Trên thanh nuôi sơn, một ít tiên nhân đi thu thập tiên linh thảo bị truyền tống ra ngoài. Thời gian thu thập tiên linh thảo trên thanh nuôi sơn khác với thời gian tu luyện trong thanh nuôi tiên trì chỉ có 3 tháng. Hiện tại 3 tháng trôi qua cho nên là bị truyền tống ra. Tuy những người khác bị truyền tống ra, trên thanh nôi sơn vẫn có 3 tiên vương ở lại. Bình Châu tiên vương, vừa rồi anh thấy gì? Hòa Hoàn tiên vương mặc một bộ màu xanh, thấy thần thức Bình Châu tiên vương đảo qua đại điện tu luyện của thiên tiên và đại tiên, nhíu mày liền hỏi một câu. Hai mặt đại điện có công năng che đậy thần thức, dù là tiên vương muốn dùng thần thức quét vào cũng là mượn sức của trận pháp mới được. Chính vì vậy cho nên lúc này Hòa Hoàn tiên vương mới lên tiếng hỏi Bình Châu tiên vương, vì cô không hề dùng chính thần thức mình đi xem xét. Khải Phong tiên vương cũng nhìn về Bình Châu tiên vương, tiền linh khí của thanh lôi tiên tuyển đột nhiên trở nên mỏng manh, bọn họ lập tức biết chính là vì vậy mới đến xem xét. Trong những lần thanh lôi tiên tuyển mở ra trước đây, dù là thời gian nửa năm sắp hết, tiên linh chỉ của thanh lôi tiên tuyển cũng không bao giờ đột nhiên mỏng manh tới vậy. Mà lần này kỳ quái, vì mới chỉ 4 tháng trôi qua tiên linh khí tiên tuyển trở nên mỏng manh. Bình Châu tiên vương nghi hoặc một chút nói, không thấy gì kỳ quái. Chỉ đã hơn 10 huyền tiên viên mãn dùng trận pháp chiết xuất tiên tuyển trong tiên tuyển trì. Điều đó không có khả năng. Nếu như chỉ là lợi dụng trận pháp chiết xuất tiên tuyển trì bên trong tiên tuyển trì, tốc độ khẳng định không bằng chính bản thân mình tu luyện hấp thụ. Làm sao mà khiến nồng độ tiên linh khí tất cả tiên trì giảm xuống, thậm chí ngay cả thanh nuôi tiên tuyển cũng bị ảnh hưởng. Khải Phong tiên vương lập tức nhíu mày,
cũng có thể là lượng linh khí mà thanh lôi tiên tuyển ẩn chứa từ trước tới nay là dần hạ thấp. Tôi nghĩ rằng lần thanh lôi tiên tuyển mở ra tới đây phải là dời thời gian thêm một chút, nếu không cứ tiếp tục như vậy là phá hủy tiên tuyển mất. Thanh lôi tiên tuyển của tông phiêu thiên so ra cũng không có cách nào bằng vấn đạo các, nhưng cũng nằm cái tài nguyên quý giá của tông phiêu thiên, tuyệt đối không tùy ý lạm dụng mà hỏng nó được. Hoa Hoàn Tiên Vương trầm giọng nói, tôi đồng ý. Khải Phong Tiên Vương và Bình Châu Tiên Vương đồng thanh nói, thanh lôi tiên tuyển đúng là một trong các tài nguyên tu luyện quan trọng của tông phiêu thiên, ý nghĩa của nó chẳng những tượng trưng cho bản thân thanh lôi tiên tuyển, còn là cơ chế bàn thưởng cho người đã cố gắng vươn lên trong bảng xếp hạng cống hiến. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, sẽ mặc đông đảo tiền nhân tu luyện trong thanh lôi tiên tuyển trực tiếp bị truyền tống ra đến thẳng quảng trường thanh lôi. Tuy sau khi thanh lôi tiên tuyển bị Diệp Mặc ăn trộm mất 7/10, nhưng đại bộ phận tu sĩ tiên nhân tu vị được đề cao sau khi tiến vào thanh lôi tiên tuyển. Nếu có người nào tu vị không tăng chỉ có mình Diệp Mặc. Trước khi hắn tiến vào thanh lôi tiên tuyển, tu vị là huyền tiên trung kỳ, sau vào vẫn là huyền tiên trung kỳ. Mặc dù không có người nói nhưng vẫn có người nhìn Diệp Mặc rồi lắc đầu. Loại tài nguyên tốt như vậy mà để cho một cái tên Diệp Mặc vào quả là lãng phí. Nếu đổi thành bất cứ người nào vào, trong thời gian nửa năm cũng có thể từ huyền tiên trung kỳ viên mãn đến huyền tiên hậu kỳ, còn hắn tu vị lại không thay đổi. Hắn đâu phải là huyền tiên viên mãn, đâu cần phải độ kiếp. Cho dù là tu luyện đâu có ảnh hưởng. Sau khi mọi người là được truyền tống tới quảng trường, tên lại là tiền trước đó dẫn họ tới thành nơi tiên tuyển đứng sẵn. Tên lại là tiền chồng tới 50 người là truyền tống ra ngoài mới đứng ra cao giọng. Lần tu luyện này ở thanh lôi tiên tuyển đến đây kết thúc, mọi người có lửa ngày thời gian đi mua sắm các loại đan dược công pháp cho mình. Nhưng ngày hôm sau, chúng ta tới tiền thuyền thiên vực, đi tới ông Trọng Thiên, từ ông Trọng Thiên lại tới Nguyễn Nhạc Thiên. Mọi người vốn chờ đợi lâu rồi, lập tức nhanh chóng tản đi. Một số huyền tiên viên mãn muốn đem tiền chỉ được chất xuất từ thanh lôi tiên tuyển của mình đem đi bán, đổi lấy các loại đan dược cần thiết. Một số người biết rõ sắp tới là đi tham gia đại hội vấn đạo, muốn sử dụng điểm cống hiến của mình. Hiện tại thanh lôi tiên tuyển đã đóng cửa rồi, giữ nhiều điểm cống hiến cũng vô dụng. Tuy nhiên họ là muốn đi cáo biệt cùng tông môn, tranh thủ lấy được chỗ tham gia vấn đạo các làm vinh dự tông môn. Với Diệp Mặc mà nói, hắn chỉ có một mục đích là muốn đem điểm cống hiến trong tay dùng hết. Cái điểm cống hiến này tuy ở trung thiên vực khác đổi lấy tiên tinh được, nhưng ở Nguyễn Trạch Thiên lại chẳng có bảo tác dụng. Chưa nghe hắn hiện tại có mấy chục ngàn tiên tinh, chỉ đủ cho hắn mua một ít vật dụng cần thiết. Hắn là cần phải đem hết điểm cống hiến đổi thành toàn bộ tiên tinh. Diệp Mặc muốn đổi tiên tinh chỉ có thể đến đại tiên lầu. Tuy nhiên tỷ giá tiên tinh ở đại tiên lầu khiến hắn phải chịu thiệt rất nhiều. Trong lúc vội vã muốn đổi cả chục triệu điểm cống hiến ra tiên tinh chợ đen, với Diệp Mặc mà nói cũng là điều không có khả năng. Dù là chợ đen, Diệp Mặc cũng không dám đổi lấy tiên tinh. Nhiều điểm cống hiến như vậy, nếu mà đã mang ra chợ đen đổi tiên tinh, làm không tốt có khi mất mạng. Thường lầu lớn nhất thành mà tiên thành, không đâu ngoài song nguyệt tiên đâu. Vì đây chính là tiền đàn cùng pháp bảo thứ tốt nhất. Khi Diệp Mặc đi vào thành mà tiên thành, nhìn thấy vài người quen. Những người này đều là huyền tiên tham gia thanh lôi tiên tuyển tu luyện. Bọn họ tới đây hiển nhiên là vì muốn chuẩn bị cho đại hội vấn đạo. Khi Diệp Mặc tiến tới, một cái huyền tiên hậu kỳ khẽ nhẹ gật đầu với hắn. Người còn lại là coi như không thấy. Với họ mà nói, một cái huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc có thể tới thanh lôi tiên tuyển, ngoại trừ thông qua quan hệ cũng không có nguyên nhân khác. Loại người này mà đi nhạc Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, quả thực lãng phí một cái danh ngạch. Về phần Diệp Mặc, mọi người không để ý, hắn căn bản không hề để trong lòng. Vì vậy lập tức đi thẳng tới tầng 3 Song Nguyệt Tiên Lầu. Với tư cách một cái thương lầu lớn nhất thành mặt tiên thành, cho nên tầng 3 Song Nguyệt Tiên Lầu có đủ loại tiên linh thảo cao cấp và tài liệu cao cấp. Diệp Mặc là đại sư tiên đàn, lại là đại sư luyện khí, chẳng hề có hứng thú với tiên đàn pháp bảo. Sự khác biệt chính là hắn có hứng thú với các loại tiên linh thảo và tài liệu cao cấp. Tiên linh thảo trên tầng 3 là đã ngoại cấp 4, cho nên Diệp Mặc thu mua cả một đống lớn tài tiền tài cấp 4, tiên linh thảo cấp 4 cho nên tiên nhân cứ lặng yên mua sắm đồ như Diệp Mặc thì Song Nguyệt Lầu cũng ít khi gặp phải. Cho nên cuối cùng Song Nguyệt Lầu liền dứt khoát phái một cái vị lữ tiên phụ trách phục vụ riêng cho Diệp Mặc. Chỉ cần Diệp Mặc đi đến đâu, vị lữ tiên kia phải chịu trách nhiệm giới thiệu cùng giải thích hết thảy vấn đề cho Diệp Mặc. Cái tên huyền tiên viên mãn lúc trước gật đầu cho Diệp Mặc, hiện giờ lại thấy Diệp Mặc lãng phí điểm cống hiến như vậy, nhịn không được mà đi nói với Diệp Mặc. Anh bạn, tuy là chúng ta đại biểu cho tông phiêu thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, nhưng lại không thể ở Nguyễn Nhạc Thiên, cậu cứ liên tục xài hết điểm cống hiến như vậy, lúc trở lại đây là cố gắng đi kiếm lại đấy. Diệp Mặc ngược lại sửng sốt một chút, hắn đương nhiên biết rõ là huyền tiên này nói với hắn là có ý tốt, nhưng hắn thực sự là không biết khi nào tham gia đại hội vấn đạo, lại không thể nào ở lại Nguyễn Nhạc Thiên.
vì vốn là hắn quyết định ở lại Nguyễn Nhạc Thiên, không có dự định về Tông Biêu Thiên. Không một ai có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên sao? Kể cả người vào Vấn Đạo Các cũng không thể sao? Diệp Bạch nhíu mày hỏi một câu. Tên Huyền Tiên kia cười khổ. Tiến vào Vấn Đạo Các đương nhiên là có thể, nhưng mấy người có thể tiến vào Vấn Đạo Các chứ? Dù là thiên tài, Nguyễn Nhạc Thiên cũng là không có mấy người tiến vào Vấn Đạo Các. Kỳ thực ra bao gồm 100 người tham gia đại hội Vấn Đạo Nguyễn Nhạc Thiên, tổng cộng có 600 người, thì chỉ cần nằm trong 200 người đứng đầu là có thể ở lại Nguyễn Nhạc Thiên. Thực tế Tông Phiêu Tiên của ta có thể tiến vào top 200 người đứng đầu đấy, nhưng ngoại trừ Âu Dương Nghi, Tử Vũ Tiên Tử, mấy người khác, những người còn lại đều không có hy vọng. Cuối cùng Diệp Mặc là hiểu ý tên Huyền Tiên này. Đối phương khẳng định là một trong Huyền Tiên trung kỳ như mình không có cách nào tiến vào top 200 đứng đầu, nên mới nói hắn không có hy vọng ở Nguyễn Nhạc Thiên. Diệp Mặc đối với các đại hội vấn đạo lòng tin rất có, tuy không có tự nhận mình là thứ nhất nhưng mà muốn tiến vào top 30 là chuyện có thể. Sở dĩ không dám nói thứ nhất vì Diệp Mặc biết rõ tiên giới là vô cùng rộng lớn, thiên tài có vô vàn người, còn hắn mới tới đây không lâu, tầm mắt chưa mở hết, ai biết được có Nghiêm Cửu Thiên thứ hai hay thậm chí thứ ba không. Tiền giới mênh mông, người cơ duyên tuyệt đối không chỉ mình hắn. Đa tạ tiền hữu, Diệp Mặc ôm quyền cảm tạ một câu, dù sao đối phương là vì muốn tốt cho hắn. Tên Huyền Tiên kia thấy Diệp Mặc dường như không để ý lời mình, cũng không hề quan tâm, lắc đầu rồi đi cùng các Huyền Tiên khác rời đi. Còn vị nữ tiền phục vụ nghe Diệp Mặc còn là người được đại biểu cho Tông Phiêu Thiên đi Nguyễn Nhạc Thiên tham gia đại hội vấn đạo, tôn kính Diệp Mặc hơn hẳn, thậm chí giới thiệu cho Diệp Mặc một số tài liệu đỉnh cấp sau người tiên đầu. Điều này làm Diệp Mặc cảm thấy cực kỳ hứng thú, lập tức yêu cầu được nhìn thứ đỉnh cấp kia. Lúc này Diệp Mặc dẫn tới một cái lầu xa hoa, nhìn thấy cái công pháp có trị giá 50 triệu điểm cống hiến, pháp bảo 40 triệu điểm cống hiến. Tiếc là những vật này Diệp Mặc không mua nổi, vốn là hắn cho rằng hơn 10 triệu điểm cống hiến của mình ở song nguyệt tiên lầu căn bản không tính toán, nhưng xem ra khi vào cái lầu hoa xa hoa hắn mới biết mình còn kém xa. Niệm huyễn tinh, sau khi lòng vòng nửa ngày, ánh mắt Diệp Mặc cò rút nhìn cái khối tài liệu to bằng nắm tay xanh nhạt. Loại tài liệu này hắn chỉ mới xem qua giới thiệu là tài liệu tiên cấp thất phẩm, cực tốt để luyện khí. Với Diệp Mặc mà nói, thứ này là tài liệu tốt nhất thăng cấp cho tử đao. Tử đao quán hiện giờ là vô cùng cấp thiết thăng cấp. Đáng tiếc hắn chưa thể tìm ra tài liệu tốt. Nếu là dùng niệm huyễn tinh để luyện chế pháp bảo, có thể khiến cho pháp bảo mang theo một cái tia cảm giác hư ảo. Nếu mà vô tình gặp phải pháp bảo do tông sư luyện khí cao cấp luyện chế, pháp bảo đó thậm chí là không hề có quỹ tích. Từ một điểm này có thể nói, người sử dụng niệm huyễn tinh luyện chế pháp bảo là chiếm được phần ưu thế rồi. Cho nên cùng là tài liệu tiên cấp thất phẩm, nhưng giá niệm huyễn tinh là gấp 10 lần tài liệu luyện cấp 7 bình thường. Đúng thế thưa đại nhân, đây là tài liệu luyện khí cấp 7, niệm huyễn tinh là một trong tiên bảo cấp tốt nhất để luyện khí pháp bảo cao cấp. Có hiệu quả hư ảo, sử dụng niệm huyễn tinh luyện chế pháp bảo có thể tăng cường một thành thực lực. Vị nữ tiên luôn đứng cạnh Diệp Mặc, lúc này sau khi nghe Diệp Mặc nói xong lập tức cẩn thận giới thiệu. Lúc này Diệp Mặc nhìn qua cái giá, nó có giá là 8.630.000 điểm cống hiến, quả là rất đắt, nếu đổi thành tiên tinh chính là hơn 100 triệu tiên tinh. Hạ tiên vực hoàn toàn không thể so sánh với trung tiên vực, vì ở hạ tiên vực món đồ này có giá 100 triệu chính là cực kỳ cao cấp, nhưng ở đây nó chỉ là một cái khối tài liệu, điều này làm Diệp Mặc không biết phải nói gì.